Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 21. Dương Diệp cùng Nguyên Đồng chiến đấu đã đạt đến gay cấn tột độ, Dương Diệp tay phải nắm Tử Linh kiếm, vào giờ phút này, dùng kiếm thuật cơ bản của kiếm tông xuất thần nhập hóa, từ phía mọi người nhìn qua, cái kia đã không phải kiếm thuật cơ bản hoàng cấp, mà là kiếm pháp địa cấp. Không chỉ như vậy, vào thời khắc này, uy lực của ngự kiếm thuật cũng bị Dương Diệp phát huy đến cực hạn. Đúng, ở thời điểm dùng kiếm thuật cơ bản đối chiến Nguyên Đồng, Thanh Minh kiếm ở một bên hóa thành ánh sáng màu xanh không ngừng công kích, có thể nói lúc này Nguyên Đồng đổi chiến không chỉ Dương Diệp, mà là hai người. Bởi vì Thanh Minh kiếm kia ở dưới Dương Diệp khống chế, uy lực cùng quỷ dị đã không kém một cường giả tiên thiên cảnh rồi. Mặc dù mọi người có chút không thích Dương Diệp, thế nhưng lúc này bọn họ đều không thể không bội phục kiếm pháp cùng ngự kiếm thuật của Dương Diệp, đặc biệt là ngự kiếm thuật kia, trong mắt bọn họ chính là thần kỹ. Mặc dù lúc này Dương Diệp hơi chiếm thượng phong, thế nhưng sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện, cho dù có ngự kiếm thuật phối hợp, Nguyên Đồng vẫn có thể thành thạo điêu luyện, ý thức chiến đấu kia, cho dù là hắn cũng không thể không bội phục. Lúc này sắc mặt của Nguyên Đồng cũng cực kỳ nghiêm nghị. Tuy hắn dựa vào ý thức chiến đấu siêu phàm tránh thoát Dương Diệp công kích, thế nhưng hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị thiệt thòi. Bởi vì Dương Diệp có phòng ngự của huyền thú vương cấp, lúc này đã có thể nói đứng ở thể bất bại. Nghĩ đến đây, hai mắt Nguyên Đồng híp lại, bàn tay phải đột nhiên vỗ vào Tử Linh kiếm, sau đó mượn lực lui ra sau 4-5 trượng, thoát ly chiến đấu. Thấy Nguyên Đồng dừng tay, Dương Diệp cũng ngừng lại, bởi vì hắn cũng phát hiện vấn đề giống như Nguyên Đồng. Muốn giải quyết Nguyên Đồng, chỉ bằng vào kiếm thuật cơ bản cùng vật lộn là không được, ý thức chiến đấu của Nguyên Đồng quá khủng bố. Nhìn Dương Diệp, Nguyên Đồng khẽ thở ra một hơi, sau đó nói. Không nghĩ tới người có thể bước ta đến mức độ này, Dương Diệp, người thật sự đủ để tự hào. Bất quá hiện tại, người không có cơ hội nữa. Dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Nguyên Đồng, giống như tốc xoáy bao phủ ra. Vương giả cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Thanh Thi ở trên tường thành thất thanh nói. Ngọc Hành ở bên cạnh nàng cũng cả kinh, thế nhưng rất nhanh tại chắc lắc đầu nói. Không phải vương giả cảnh, là nửa bước vương giả. Không nghĩ tới trong cơ thể Nguyên Đồng đã có bộ phận chân nguyên hóa, đạt đến nửa bước vương giả cảnh, nửa bước vương giả không tới 20 tuổi, thiên phú như vậy, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Thanh Vân bảng chỉ có vương giả cảnh trở xuống tham dự, hắn đã nửa bước vương giả. Có trái quy tắc hay không? Tô Thanh Thị trầm giọng nói. Ngọc Hành lắc đầu nói. Không tính trái quy tắc, vương giả cảnh trở xuống, nửa bước vương giả cảnh cũng thuộc về dưới vương giả cảnh nha. Nghe vậy, sắc mặt của Tô Thanh Thị trầm xuống. Tuy cường giả vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh không thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, thế nhưng cường giả vương giả cảnh so với cường giả tiên thiên cảnh có rất nhiều ưu thế là không thể nghi ngờ. Vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó khác biệt lớn nhất là sau khi đạt đến vương giả cảnh, huyền khí trong cơ thể vương giả cảnh sẽ bắt đầu biến chất, trở thành chân nguyên này đương nhiên mạnh hơn huyền khí của tiên thiên cảnh rất nhiều. Nếu như đối mặt cường giả vương giả cảnh bình thường, Dương Diệp tự nhiên không cần quá mức kiêng kỵ cùng sợ hãi, thế nhưng Nguyên Đồng là cường giả vương giả cảnh bình thường sao? Tuy hắn còn chỉ là nửa bước vương giả, trong cơ thể chỉ có một phần là chân nguyên, thế nhưng đừng quên. Hắn là siêu cấp yêu nghiệt, khiêu chiến vượt cấp đối với hắn mà nói vốn là chuyện thường như cơm bữa, mà hiện tại, về mặt cảnh giới hắn chiếm một đại ưu thế, hắn có thể bị người khiêu chiến vượt cấp sao? Đáp án cơ bản là không thể, lúc này Tô Thanh Thi cảm thấy như vậy, cho nên sắc mặt nàng trầm xuống. Một bên khác Thanh Vân nhìn thấy Nguyên Đồng bùng nổ ra khí thế nửa bước vương giả cảnh thì cũng hơi sững sờ, hiển nhiên hắn không biết Nguyên Đồng đã nửa bước vương giả. Bất quả rất nhanh. Trên mặt hắn nguyên bản mây đen răng kín bắt đầu lộ ra nụ cười giống như ánh mặt trời, không có nửa bước vương giả cảnh, Nguyên Đồng cùng Dương Diệp có thể nói không phân cao thấp, hiện tại Nguyên Đồng là nửa bước vương giả cảnh, như vậy nói cách khác, Nguyên Đồng có ưu thế to lớn rồi. Thật là biến đổi bất ngờ. Nơi xa, Lý Tư nhìn Nguyên Đồng phóng thích ra khí thế nửa bước vương giả cảnh nói. Không nghĩ tới Nguyên Đồng lại còn ẩn giấu cảnh giới, không tới 20 tuổi nửa bước vương giả. Nam vực đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Từ sau Nguyên Môn Tổ Sư, thì chưa từng xuất hiện. Lúc này, Bạch Khởi ở một bên đột nhiên nói. Lý Tư khe khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói.
không biết hắn còn có lá bài tẩy kinh người gì hay không. Nếu như không có, vậy thắng bại đã phân a. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, muốn nhìn xem Dương Diệp còn lá bài tẩy gì hay không, bởi vì từ khi tham gia Thanh Vân Bảng tới hiện tại, tựa hồ Dương Diệp đều có thể khiến mọi người kinh hỉ. Dương Diệp còn có lá bài tẩy sao? Ngự kiếm thuật, kiếm ý, kiếm tâm thông minh, hắn đã không hề bảo lưu bạo lộ ra, hắn còn có là bài tẩy sao? Đáp án đương nhiên là có, cho tới nay, ngay cả Dương Diệp cũng sắp quên một đồ vật, mà vật kia mới là lá bài tẩy to lớn nhất chân chính của hắn. Mà lúc này, Nguyên Đồng đột nhiên chuyển động, ngay khi Nguyên Đồng động, trong mắt Dương Diệp kịch liệt co rụt lại, sau đó không chút nghĩ ngợi vung kiếm chém ra. Bành! Chẳng biết lúc nào, Nguyên Đồng quỷ dị xuất hiện ở trước người Dương Diệp, sau đó củ đấm kia mang theo lực lượng xé rách không khí, đánh về phía Dương Diệp. Cũng may Dương Diệp phản ứng rất nhanh, bổ tới một kiếm, sau đó Dương Diệp biến sắc, cảm nhận được một cổ lực lượng kéo tới, sau đó cả người hắn bay ngược ra ngoài. Một quyền đánh bay Dương Diệp, khiến cho vô số người kinh ngạc. Đây chính là thực lực của nửa bước vương giả cảnh. Trên không trung, hai chân của Dương Diệp khẽ động, thân thể bay ngược nhất thời ngừng lại. Sau khi rơi trên mặt đất, Dương Diệp nhìn về phía Nguyên Đồng, hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm nghị. Trước đây, cường giả vương giả cảnh bình thường hắn căn bản không để vào mắt, hiện tại Nguyên Đồng chỉ là nửa bước vương giả cảnh nhưng có thể một quyền đánh bay hắn. Xem ra trước đây hắn xác thực là có chút kiêu căng tự mãn. Vương giả cảnh rất mạnh, mà rất nhiều người tu vi vương giả cảnh lại rất yếu, giữa hai loại người này, là phải phân chia ra. Dương Diệp. Nguyên Đồng chậm rãi đi về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói. Có thể bức ta lộ ra hết thảy lá bài tẩy, không thể không nói, ngươi thật sự có bản lĩnh. Đương nhiên, ta cũng sẽ tự cảm thấy tự hào. Bởi vì Nguyên Đồng ta chính là người thứ nhất đạp lên thi thể của chuẩn kiếm hoàng chứng đạo tên tuổi Vũ Thần. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, sử dụng công kích cường đại nhất của ngươi đi, nếu không người sẽ không có cơ hội. Dương Diệp khẽ thở ra, sau đó tay phải chiêu một cái, thanh minh kiếm bay đến trong tay, nhìn Tử Linh kiếm cùng thanh minh kiếm, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó kiếm ý tầng 4 dâng trào, bao phủ tại hai thanh kiếm, ở dưới kiếm ý bao phủ, hai thanh kiếm nhất thời run rẩy kịch kiệt lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi ở trên tường thành không nhịn được kích động, bởi vì Dương Diệp là muốn tỉnh tại kiếm kinh ngủ say trong Tử Linh kiếm cùng Thanh Minh kiếm. Nếu như trước đây, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi nhất định sẽ cảm thấy Dương Diệp phát rồ, thế nhưng hiện tại, Dương Diệp nắm giữ kiếm ý tầng 4, đồng thời kiếm tâm thông minh, muốn tỉnh lại đạo khí, cái kia hoàn toàn là có thể. Giữa sân, bước chân của Nguyên Đồng ngừng lại, nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Tuy không biết Dương Diệp đến cùng đang làm gì, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm, có lòng muốn ngăn Dương Diệp lại, nhưng nghĩ đến lúc trước lời của mình đã nói, hắn bỏ đi ý động thủ. Lời đã nói ra ở trước mặt mọi người, hắn còn không có ra mặt dày đến độ bỏ qua. Theo Dương Diệp không ngừng rót kiếm ý vào, Tử Linh kiếm cùng Thanh Minh kiếm đột nhiên bùng nổ ra tia sáng tím cùng ánh sáng màu xanh, sau đó hai tiếng kiếm minh xông thẳng vân tiêu, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hai thanh kiếm chậm rãi bay tên trời cao, không ngừng quấn quýt. Không bao lâu, đột nhiên một ánh kiếm chói mắt từ trong hai thanh kiếm bạo phát ra, một nữ hài có chút hư huyễn trong suốt xuất hiện. Nữ hài khoảng chừng 7-8 tuổi, hai mắt khép hờ, giống như đúc từ ngọc, trên đầu chắt hai cái bím tóc, trên người mặc váy hoa, hai chân trần trắng noãn như ngọc, phảng phất như một tiểu tinh linh, cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên, càng rõ ràng vẫn tà chỗ mi tâm của nữ hài. Ở mi tâm có một kiếm văn bé nhỏ, kiếm văn kia phảng phất như lộ ra kiếm ý ác liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn nữ hài xuất hiện trên bầu trời kia, trong lòng Dương Diệp hơi thở phào nhẹ nhõm, trước kia hắn sử dụng ngự kiếm thuật, gọi ra thanh minh kiếm từ trong tay Tô Thanh Thi đến, thì hắn có một loại cảm giác, đó chính là hiện tại hắn có thể tỉnh lại kiếm kinh ngủ say trong hai kiếm. Đúng như dự đoán, kiếm kinh của Thanh Minh cùng Tử Linh bị hắn tỉnh lại rồi. Trên tường thành hoàng cung, khi thấy nữ hài hư huyễn trong suốt kia, trong mắt Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành hưng phấn căn bản khó có thể che giấu, đạo khí của kiếm tông yên lặng bao nhiêu năm, hôm nay rốt cục quay về rồi. Nhìn nữ hài hư huyễn trên bầu trời, Lý Tư trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, đây là kiếm linh của Tử Thanh Kiếm xếp hạng thứ 10 trên đạo khí bảng. Nghe đồn năm đó kiếm kinh của Tử Thanh Kiếm bị Quỷ Tông tông chủ trọng thương, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, Tử Thanh Kiếm cũng bởi vậy chia ra làm hai.
từ đây biến mất thế gian, không nghĩ tới hôm nay bị Dương Diệp làm cho tỉnh lại. Dương Diệp cầm Tử Thanh kiếm, cho dù chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực, vậy cũng không phải Nguyên Đồng có khả năng chống tại. Nguyên Đồng sẽ cho Dương Diệp triệt để tỉnh lại kiếm kinh này sao? Một bên Bạch Khởi đột nhiên nói. Lý Tư nhìn Nguyên Đồng, sau đó khẽ lắc đầu. Đúng như dự đoán, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị tỉnh tại kiếm kinh của Tử Thanh kiếm, Nguyên Đồng đột nhiên nói. Giả thần giả quỷ lãng phí thời gian, ta không có hứng thú chơi với người. Dứt lời, chân phải của Nguyên Đồng đột nhiên đạp mạnh về phía Dương Diệp. Thấy Nguyên Đồng bắn mạnh đến, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, huyền kiếm giải rác ở bốn phía nhất thời phóng lên trời, sau đó hóa thành từng ánh kiếm bắn nhanh về phía Nguyên Đồng. Thấy những huyền kiếm này bắn nhanh đến, ánh mắt của Nguyên Đồng trở nên âm trầm, nếu để cho khí linh của Dương Diệp tỉnh lại, như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nan. Có thể Dương Diệp không thể nắm giữ đạo khí kia, thế nhưng hắn không dám đánh cược. Bởi vì uy lực của đạo khí thực sự là quá mức khủng bố, hơn nữa đạo khí này còn là kiếm. Vì lẽ đó, cho dù nuốt lời, hắn cũng không thể để cho Dương Diệp tỉnh lại khí linh của đạo khí. Chỉ là có chút đáng tiếc, ở dưới vô số huyền kiếm ngăn cản, hắn căn bản không có cách tới gần Dương Diệp, ngay khi hắn chuẩn bị lần thứ hai triển khai huyền kỹ thiên cấp. Nữ hài trôi nổi ở trên hư không đột nhiên mở hai mắt ra. Khi nữ hài mở hai mắt ra, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nữ hài cực kỳ đáng yêu kia. Nữ hài trừng mắt nhìn, ánh mắt quét đoàn người một chút, cuối cùng rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một lát, nữ hài đột nhiên hóa thành một luồng ánh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nói. Là ngươi thức tỉnh ta. Nhìn kiếm linh trước mắt, khóe miệng của Dương Diệp co giật. Đây cũng quá nhân tính hóa đi. Tuy kiếm tinh trước mắt này chỉ là một cô bé, thế nhưng Dương Diệp cũng không dám xem thường, vội vã gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, nữ hài nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu nhỏ, sau đó nói. Kiếm ý tầng 4, kiếm tâm thông minh, đồng thời tỉnh lại ta, ngươi có tư cách sử dụng Tử Thanh kiếm. Ngươi cùng Tử Thanh kiếm không phải một thể. Dương Diệp kinh ngạc nói. Nữ hài trừng Dương Diệp một cái nói. Tên tiểu tử ngu ngốc này, ngay cả điều này cũng không xê dê biết. Ta là kiếm linh của Tử Thanh kiếm, chúng ta đương nhiên là một thể. Vậy ngươi nói ta có thể sử dụng Tử Thanh? Nói cách khác ta có thể sử dụng người. Sắc mặt của Dương Diệp có chút cổ quái nói. Có vấn đề gì không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nữ hài trợn tròn mắt nhìn Dương Diệp, hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ nói. Ngươi nói xem bây giờ, ta phải làm sao mới sử dụng ngươi. Nói xong, Dương Diệp chỉ Nguyên Đồng đứng ở đằng xa bị huyền kiếm vây quanh nói. Hắn rất mạnh, nếu như không có đạo khí kia, ta rất khó đánh bại hắn. Nữ hài tiếc mắt nhìn Nguyên Đồng giữa sân, khi thấy Nguyên Đồng, ông mày của nữ hài đột nhiên cao lên, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp nói. Chuẩn vũ thần, chuẩn kiếm hoàng. Dương Diệp nhún vai nói. Ta không rõ ràng những cái này, ta chỉ biết, muốn thu được Thanh Vân bảng số 1, phải đánh bại hắn, ngươi có thể giúp ta không? Có lợi không? Nữ hài trừng mắt nhìn hắn nói. Khóe miệng Dương Diệp co giật, kiếm tinh này chỉ là kiếm tinh, mà không phải một người sao? Lại còn đòi chỗ tốt, rốt cuộc mình đã đánh thức quái vật gì thế này? Chúng ta có thể giải quyết hắn trước, sau đó thảo luận vấn đề này được không? Dương Diệp chỉ Nguyên Đồng. Có chút bất đắc dĩ nói. Nữ hài liếc mắt nhìn Nguyên Đồng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nghiêng nghiêng đầu nhỏ nói. Dĩ vãng đều là kiếm hoàng thua vũ thần tương đối nhiều, hy vọng ngươi không ngu ngốc giống như những kiếm hoàng trước kia. À, suýt chút nữa quên, lấy thực lực của ngươi bây giờ, e là vung không được một kiếm bản thể của ta nha. Nói xong vuốt tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi có khủng bố như vậy sao? Ta một kiếm cũng vung không lên. Dương Diệp có chút hoài nghi nói. Đối với Dương Diệp hoài nghi, nữ hài hiển nhiên có chút không vui, chừng Dương Diệp một cái, sau đó thân hình run lên, hóa thành một thanh kiếm trôi nổi ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm so với tử linh cùng thanh minh ban đầu thì dài hơn mấy phân, ở hai mặt thân kiếm, một mặt là màu xanh đậm, một mặt là màu tím đậm, hai mặt còn khắc rất nhiều vết tích quỷ dị. Nếu như lấy tạo hình của kiếm đến xem, người thường căn bản sẽ không nghĩ tới đây là đạo khí bảng xếp hạng thứ 10 Tử Thanh kiếm.
bởi vì cái tạo hình này thực sự là quá kém. Nhìn Tử Thanh kiếm, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, mà lúc này, đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, Dương Diệp đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy những huyền kiếm nguyên bản bị hắn khống chế lúc này đã bị oanh thành tàn khí, Nguyên Đồng thì chậm rãi đi về phía hắn. Nhìn Tử Thanh kiếm trong tay Dương Diệp, khóe mắt của Nguyên Đồng giật một cái, khí linh của đạo khí lại thật bị Dương Diệp tỉnh lại, hơn nữa còn tự nguyện để Dương Diệp nắm giữ, điều này làm cho hắn khó có thể tin cùng khó có thể tiếp thu. Bởi vì khí linh của mỗi một kiện đạo khí đều là hạng người tâm cao khí ngạo, muốn khống chế chúng nó, vậy chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mà Dương Diệp mới tiên thiên cảnh. Mà lúc này, hai tay Dương Diệp nắm Tử Thanh kiếm chậm rãi giơ lên, sau đó chỉ về Nguyên Đồng, nhưng mới vừa vận chuyển huyền khí, sắc mặt của Dương Diệp trong nháy mắt thay đổi, trong mắt có khó có thể tin. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa mới vận chuyển huyền khí trong cơ thể đã bị Tử Thanh kiếm rút khô. Mà huyền khí tiến vào Tử Thanh kiếm, lại như tiến vào biển rộng, Tử Thanh kiếm không có một tia động tĩnh. Vào giờ phút này, Dương Diệp mới rõ ràng ý tứ của tiểu cô nương kia, muốn thôi thúc đạo khí này, lấy huyền khí của hắn bây giờ, căn bản không đủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Nguyên Đồng ở đối diện đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng cười lớn, nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước nói. Dương Diệp, người thực sự là vô tri. Người nghĩ đạo khí là dễ dàng thôi thúc như vậy sao? Đừng nói người mới chỉ là tiên thiên cảnh, dù người đạt đến vương giả cảnh, nếu như không có phương pháp đặc thù, người cũng không thể thôi thúc được đạo khí này. Tên Tường Thành, Thanh Vân cùng Bách Hoa cung Thái Phượng nguyên bản sắc mặt khó coi cũng nở nụ cười, hao hết thiên tân vạn khổ tỉnh tại đạo khí chi kinh, nhưng quay đầu lại không cách nào sử dụng, chào phúng cỡ nào a? Mà một bên khác Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thị thì sắc mặt chìm xuống. Không cách nào thôi thúc đạo khí, Dương Diệp lấy cái gì đi đối kháng Nguyên Đồng đã là nửa bước vương giả cảnh. Lúc này, Ngọc Hành thậm chí muốn gọi Dương Diệp chịu thua, chỉ là hắn biết, đây căn bản không thể, bởi vì Dương Diệp không thể nghe hắn. Đáng tiếc, nơi xa, Lý Tư lắc đầu nói. Cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như hắn cũng như Nguyên Đồng là nửa bước vương giả cảnh, trong cơ thể có một ít chân nguyên hóa, như vậy vẫn có thể thôi thúc Tử Thanh kiếm. Thế nhưng đáng tiếc, cảnh giới của hắn thực sự quá thấp. Xác thực đáng tiếc rồi. Bạch Khởi ở một bên tán thành nói. Ha ha, tỉnh lại khí linh, nhưng không cách nào thôi thúc, đúng là mỉa mai, hiện tại Dương Diệp này e là phải uất ức chịu thua a. Ta nghĩ cũng phải, nếu như là ta khẳng định cũng uất ức đến cực điểm. Không còn đạo khí, lần này Dương Diệp chết chắc, chỉ là có chút đáng tiếc, kiếm hoàng tương lai lại biến mất khỏi thế gian. Kiếm hoàng A, Nam vực mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện qua, không nghĩ tới mới ra một cái có thể trở thành kiếm hoàng, lại đụng phải chuẩn vũ thần, không thể không nói, Dương Diệp này cũng đủ bi ai. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp không cách nào thôi thúc Tử Thanh kiếm, mọi người bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác, đối với Dương Diệp cùng Nguyên Đồng tỷ thí, những huyền giả trên Thanh Vân bảng đương nhiên càng khuynh hướng Nguyên Đồng. Nếu không, nếu như bọn họ khuynh hướng Dương Diệp, cái kia chẳng phải là tự đánh mặt mình. Giữa sân, Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn ngập trêu tức cùng trào phúng nói. Dương Diệp, không nghĩ tới hả, người tỉnh lại khí linh, nhưng không cách nào thôi thúc nó, lúc này trong lòng người rất uất ức cùng phiền muộn đi. Nói đến đây, Nguyên Đồng đột nhiên hít một hơi, sau đó nói. Ai, đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn nhìn uy lực của đạo khí này, chỉ là đáng tiếc, hiện tại không thể được toại nguyện rồi. Thật sao? Dương Diệp cười gằn một tiếng. Châm chọc nói. Lúc trước vội vã ra tay chẳng lẽ không phải Nguyên Đồng ngươi sao? Nghe Dương Diệp châm chọc, ánh mắt của Nguyên Đồng lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Bớt tranh đùa miệng lưỡi đi, Dương Diệp, có thể bức Nguyên Đồng ta tới tình trạng này, người coi như chết cũng nên tự hào rồi. Dương Diệp tắc đầu, sau đó nói. Nếu người muốn nhìn uy lực của đạo khí, vậy ta thỏa mãn ngươi. Dứt lời, hai mắt Dương Diệp khép hờ lên. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, sau đó nói. Ta không biết người đến cùng là nhân vật gì, cũng không biết người đến tột cùng có mục đích gì. Ta chỉ muốn nói, bây giờ ta đã tới mức độ sống còn, nếu như người không cho ta mượn huyền khí dùng, vậy hôm nay là ngày giỗ của Dương Diệp ta. Lá bài tẩy lớn nhất của Dương Diệp là cái gì? Không phải kiếm ý, cũng không phải kiếm tâm thông minh, mà là vòng xoáy thần bí kia. Dương Diệp có thể trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời đạch đất,
chính tả bởi vì vòng xoáy này. Có mấy lần bước ngoặt sinh tử, cũng là vòng xoáy này đột nhiên giúp đỡ, mới làm cho hắn chuyển nguy thành an. Như hắn từng nói, lai lịch cùng mục đích của vòng xoáy, hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn biết, là lúc này vòng xoáy cùng hắn là một thể, có thể nói, hiện tại bọn họ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đương nhiên, không phải nói không còn vòng xoáy, hắn nhất định sẽ chết ở trên tay Nguyên Đồng, cho dù bây giờ Nguyên Đồng là nửa bước vương giả cảnh, thế nhưng đối phương muốn giết hắn, vẫn còn có chút không thể, hai người tiếp tục chiến đấu tiếp, có khả năng nhất chỉ là lưỡng bại câu thương. Kết quả tưởng bại câu thương này đương nhiên không phải Dương Diệp hắn muốn, đối với Dương Diệp mà nói, Thanh Vân bảng đệ nhất hắn ta muốn định, đã như vậy, vậy thì trực tiếp vận dụng lá bài tẩy mạnh nhất đi. Vắng lặng một lát, vòng xoáy không có động tĩnh một chút, ngay khi Dương Diệp muốn từ bỏ, trong vòng xoáy có huyền khí đột nhiên tăng cao, sau đó như hoàng hà vỡ đê, huyền khí tràn đầy kim sắc từ trong vòng xoáy đột nhiên dâng trào lên, sau đó theo kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp chảy về phía Tử Thanh kiếm. Theo huyền khí kim sắc của vòng xoáy cuồn cuộn không ngừng rót vào, Tử Thanh kiếm dần dần sáng lên, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn. Nhìn Tử Thanh kiếm hiện ra hào quang màu xanh, trên tường thành hoàng cung, Thanh Vân giống như thất hồn lầm bầm nói. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng thôi thúc được đạo khí này. Không chỉ Thanh Vân khó có thể tin, những đại lão khác cũng khó có thể tin, đạo khí khủng bố bọn họ rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng, bọn họ mới càng khó có thể tin. Bởi vì đạo khí, cái kia tuyệt đối không phải một huyền giả tiên thiên cảnh có thể thôi thúc, cho dù là vương giả cảnh, nếu như không phải loại thiên tài siêu cấp, cũng không thể thôi thúc được đạo khí. Vậy mà lúc này, Dương Diệp thôi thúc được rồi. Theo huyền khí kim sắc cuồn cuộn không ngừng tràn vào, Tử Thanh kiếm bắt đầu lay động kịch liệt, đồng thời trên thân kiếm từ từ xuất hiện ảnh kim nhàn nhạt. Bởi Tử Thanh kiếm rung động càng ngày càng lợi hại, Dương Diệp không thể không dùng tới hai tay đến nắm chặt Tử Thanh kiếm, nhưng cho dù dùng tới hai tay, Tử Thanh kiếm nhảy lên vẫn để Dương Diệp khó có thể khống chế. Làm sao có khả năng? Nhìn Dương Diệp nắm Tử Thanh kiếm, lúc này Nguyên Đồng như mất hồn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lẩm bẩm nói. Ngươi làm sao có khả năng thôi thúc được đạo khí? Đạo khí A, cho dù là hắn cũng không cách nào thôi thúc được. Mà Dương Diệp tại có thể thôi thúc, đây là đại biểu Dương Diệp còn yêu nghiệt hơn hẳn sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt dữ tợn của Nguyên Đồng có chút điên cuồng, nhìn Dương Diệp, hai mắt đỏ đậm, gần giọng nói. Ta không tin người còn yêu nghiệt hơn Nguyên Đồng ta. Dứt lời, thân hình của Nguyên Đồng hơi động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nhìn thấy Nguyên Đồng bắn mạnh đến, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ tàn nhẫn, hai tay nắm Tử Thanh kiếm đột nhiên từ trên bổ xuống, nhất thời, một đạo kiếm khí rộng 3-4 trượng, dài vài chục trường màu vàng óng từ trong mũi kiếm của Tử Thanh kiếm bắn nhanh ra. Khi luồng kiếm khí màu vàng óng này rời đi mũi kiếm, Dương Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể hư thoát, đó là huyền khí trong đan điền và trong vòng xoáy tiêu hao hết cùng lúc đó. Một cảm giác hôn mê xâm chiếm, khiến cho hắn suýt chút nữa hôn mê, cũng còn tốt, hắn lấy ý chí mạnh mẽ khống chế mình tỉnh táo, không để cho mình ngã xuống. Kiếm khí màu vàng óng xuất hiện ở giữa sân, chỗ nó đi qua, không gian như một tấm kính bị cây búa đánh vào, nhất thời run lên kịch kiệt, phảng phất như muốn phá nát. Không chỉ như vậy, địa phương kiếm khí màu vàng óng kia đi qua, mặt đất trực tiếp lộ ra một khe hở sâu không thấy đáy. Khi nhìn thấy luồng kiếm khí màu vàng óng này, trong mắt của Nguyên Đồng co lại, bởi vì sức mạnh kinh khủng ở trong đó, làm cho linh hồn của hắn run rẩy, ngay cả né tránh cũng không được, bởi vì tốc độ của kiếm khí quá nhanh. Không có chút do dự gì, huyền khí của Nguyên Đồng tràn ra ngoài cơ thể, hình thành một tầng huyền khí chảo, cùng lúc đó, tay phải của Nguyên Đồng đưa ra, sau đó quát lên. Thủ! Dứt lời, một tấm thuẫn năng lượng màu trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo huyền khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, tẩm thuẫn kia càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng giống như vật thật. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, luồng kiếm khí kia va chạm vào tấm thuẫn của Nguyên Đồng, oanh một tiếng nổ vang, chỉ thấy tấm thuẫn tiêu tan, hóa thành hư vô, mà luồng kiếm khí màu vàng óng kia tốc độ tại không giảm đánh vào huyền khí chảo của Nguyên Đồng. Lại một tiếng nổ vang rung trời, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Nguyên Đồng hình thành huyền khí chảo bị phá nát. Sau đó bị luồng kiếm khí màu vàng xanh đánh cho bay ngược, bay ra chừng 30 trượng mới nặng nề rơi trên mặt đất, không còn chút động tĩnh. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số huyền giả há to miệng, ngốc như gà gỗ.
được xưng thiên tài yêu nghiệt ngàn năm qua của Nam Vực, được xưng có khả năng trở thành vũ thần nhất, kẻ đầu tiên dưới vương giả cảnh, cứ như vậy thua ở trong tay một tên đệ tử ngoại môn của kiếm tông. Không nghĩ tới hắn thật sự đánh bại Nguyên Đồng. Nơi xa, Lý Tư nhìn Nguyên Đồng không nhúc nhích trên đài, trong thanh âm mang theo khó có thể tin, nhẹ giọng nói. Không tới 20 tuổi, không chỉ tính ngộ kiếm ý, còn tăng kiếm ý lên tới tầng thứ tư, đồng thời còn kiếm tâm thông minh, hiện tại lại lấy tiên thiên cảnh thôi thúc đạo khí. Thật là yêu nghiệt đến cực điểm, lần này túy đạo nhân của kiếm tông, phù văn sư công hội, còn có ta đều nhìn nhầm. Cho hắn thời gian, nhất định sẽ trở thành kiếm tông tổ sư thứ hai. Lúc này Bạch Khởi đột nhiên nói. Bạch Khởi so Dương Diệp với kiếm tông tổ sư, không thể nghi ngờ là đánh giá cực kỳ cao. Phải biết, năm đó kiếm tông tổ sư dựa vào một thanh kiếm, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, ngay cả vũ thần khi đó cũng bị hắn áp chế. Sau khi kiếm tông tổ sư biến mất khỏi Nam Vực chưa từng xuất hiện siêu cấp cường giả lực ép quần hùng như thế nữa. Mà bây giờ, Bạch Khởi lấy Dương Diệp so sánh với kiếm tông tổ sư, đủ thấy Bạch Khởi coi trọng Dương Diệp cỡ nào. Đối với lời Bạch Khởi nói, Lý Tư không có phản đối, ngược lại còn gật đầu tán thành. Mà lúc này, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Nguyên Đồng, chỉ là Dương Diệp đi rất chậm, hơn nữa bước chân ngổn ngang, suy yếu phảng phất như một trận gió nhẹ có thể thổi ngã. Thôi thúc đạo khí, không chỉ huyền khí trong cơ thể Dương Diệp hết sạch, còn để hắn giống như thoát lực, cả người không có chút lực lượng. Có thể nói, hắn bây giờ, coi như một huyền giả phổ thông cũng có thể dễ dàng đánh giết. Tuy rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi, thế nhưng Dương Diệp chưa quên Nguyên Đồng kia, nếu là kẻ địch, hơn nữa còn là một kẻ địch cực kỳ yêu nghiệt, như vậy tốt nhất là giết. Dương Diệp hắn cũng không muốn ngày sau Nguyên Đồng xuất hiện ở trước mặt hắn nhảy nhót, tìm phiền toái cho hắn. Nhìn thấy Dương Diệp tập tễnh đi về phía Nguyên Đồng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Diệp lại muốn giết Nguyên Đồng. Hắn lại dám giết Nguyên Đồng. Phải biết Nguyên Đồng là đệ tử thiên tài của Nguyên Môn, mà Nguyên Môn là cái gì? Là Nam Vực đệ nhất tông môn, Dương Diệp lại dám không cho tông môn siêu cấp này mặt mũi. Vào giờ phút này, vô số người bị cử động của Dương Diệp chấn động. Giết Nguyên Đồng, không thể không nói, lá gan của Dương Diệp rất lớn. Mà ngay khi Dương Diệp cách Nguyên Đồng chỉ có 3 trượng, Thanh Vân đột nhiên xuất hiện ở trước người Nguyên Đồng. Chỉ thấy tay phải của Thanh Vân nhẹ nhàng vung lên, ầm một tiếng vang nhỏ, nhưng làm cho sắc mặt của Dương Diệp kịch biến. Dương Diệp hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Nguyên Môn sẽ không để cho hắn giết Nguyên Đồng, vì lẽ đó trước khi tới, hắn dùng tất cả lực lượng còn sót tại, dùng ngự kiếm thuật thôi thúc ẩn kiếm, hy vọng giải quyết Nguyên Đồng, nhưng hắn chung quy vẫn không thành công. Không chỉ như vậy, hắn càng không nghĩ tới, Thanh Vân tại dám ở trên Thanh Vân bảng ra tay với hắn. Lúc này ẩn kiếm lấy tốc độ hắn căn bản không thể né tránh bắn về. Nhưng lúc này, Lý Tư cùng Bạch Khởi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chỉ thấy tay phải của Lý Tư tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, ẩn kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, ẩn kiếm rơi vào trước người Dương Diệp. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tư nhìn về phía Thanh Vân, sau đó nói. Thanh Vân, quy củ của Thanh Vân bảng. Phá hoại quy củ của Thanh Vân bảng. Chính là bất kính với Đại Tần đế quốc ta, người bất kính với Đại Tần, chết. Lý Tư còn chưa nói xong, Bạch Khởi ở một bên đánh gãy Lý Tư, sau đó bước về phía trước một bước, tay hơi động, Bạch Cốt đao xuất hiện ở trong tay hắn, cách không bổ tới Thanh Vân. Nhất thời, một đạo đao khí so với kiếm khí của Dương Diệp lúc trước còn lớn hơn mấy lần bắn nhanh về phía Thanh Vân. Nhìn thấy đao khí kéo tới, Thanh Vân hơi thay đổi sắc mặt, hắn đương nhiên không sợ Bạch Khởi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đệ nhất sát thần của Đại Tần đế quốc tại không chút lưu tình, trực tiếp ra tay, xem ra Đại Tần đế quốc đã rất bất mãn với Nguyên Môn hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Thanh Vân cũng lạnh xuống, Đại Tần bất mãn với Nguyên Môn hắn làm sao không phải như vậy. Thân hình hơi động, Thanh Vân mang theo Nguyên Đồng lấp lóe, quỷ dị xuất hiện ở bên phải vài chục trượng, tránh thoát ánh đao kia, cùng lúc đó, tay phải hóa trưởng, đột nhiên bổ về phía Bạch Khởi. Phách Thiên Trưởng. Một trưởng ấn hầu như bao phủ cả hư không xuất hiện ở giữa sân, mang theo năng lượng kinh khủng, bắn nhanh về phía Bạch Khởi. Nhìn thấy trưởng ấn, trong mắt của Dương Diệp co rụt lại, không hổ là tôn giả cảnh, Phách Thiên Trưởng này do Thanh Vân triển khai ra, so với Nguyên Đồng thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhìn thấy Thanh Vân cùng Bạch Khởi đánh nhau, mọi người vội vàng lui về sau, sợ bị lan đến gần.
mà đám người Bách Hoa Cung, Kiếm Tông ở một bên tại trầm mặc không nói, không có người nào đi ra khuyên can. Hai quái vật khổng lồ này, bọn họ đều không muốn dễ dàng đắc tội, vì lẽ đó vẫn và nhìn thì tốt hơn. Nhìn thấy trưởng ấn to lớn kia, hai mắt của Bạch Khởi híp lại, trong mắt nhất thời đỏ lên, thấy thế, Lý Tư hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì mỗi khi hai mắt của Bạch Khởi biến màu, vậy thì đại biểu hắn phát điên, mà hắn phát điên, hậu quả là cực kỳ khủng bố. Phải biết, tên tuổi sát thần không phải là thổi ra. Lý Tư vung tay phải kên, một đạo năng lượng màu trắng tinh bao phủ Bạch Khởi, khi tiếp xúc năng lượng màu trắng này, hai mắt của Bạch Khởi trong suốt lại. Mà lúc này, Lý Tư đã nắm Hạo Nhiên Chính Khí Xích, đánh về phía trưởng ấn, thoáng chốc, một đạo năng lượng màu trắng đánh tên trưởng ấn. Am! Trưởng ấn nhất thời tiêu tan ở trên không trung. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Vân hơi thay đổi sắc mặt, mà lúc này, Lý Tư cùng Bạch Khởi lại đột nhiên xuất hiện ở trước sau hắn, hai người nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Sắc mặt Thanh Vân trầm xuống, đối mặt bất luận ai hắn cũng không sợ, thế nhưng hai người này, vậy hắn nguy hiểm rồi. Đúng lúc này, một kẻ tầm trung niên mặc trường bào màu trắng quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh Thanh Vân, khi nhìn thấy trung niên này, sắc mặt của Bạch Khởi cùng Lý Tư kịch biến, Thanh Vân thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay về phía trung niên khom người nói. Thanh Vân gặp qua trưởng giáo. Nghe được Thanh Vân hô, vô số người chấn động, trung niên kia dĩ nhiên là nguyên môn trưởng giáo Nguyên Thiên. Nguyên Thiên nhìn Thanh Vân một chút, sau đó không nhìn Lý Tư cùng Bạch Khởi, ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp nói. Kiếm ý tầng 4, kiếm tâm thông minh, thân thể không yếu hơn thể tu giả, người rất tốt, có nguyện gia nhập nguyên môn ta không? Nghe Nguyên Thiên nói, Bách Hoa Cung Thải Phượng, Kiếm Tông Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành, còn có Đại Tấn Đế Quốc Lý Tư cùng Bạch Khởi, sắc mặt đều thay đổi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Nguyên Thiên sẽ lôi kéo Dương Diệp. Phải biết, vừa dỗi nguyên môn Thanh Vân là muốn đưa Dương Diệp vào chỗ chết. Thanh Vân cũng không nghĩ tới Nguyên Thiên lại mở miệng lôi kéo Dương Diệp, sắc mặt có chút khó coi, động tác này của Nguyên Thiên, có chút không tôn trọng hắn. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng hắn còn không ngốc đến nói ra. Dương Diệp cũng ngẩn ngơ, hắn cũng không nghĩ tới cường giả tương đương với Túy Đạo Nhân lại hỏi hắn có nguyện ý gia nhập nguyên môn hay không. Trầm ngâm chốc lát, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thiên nói. Nếu như ta gia nhập nguyên môn, nguyên môn có thể cứu mẫu thân của ta hay không? Chỉ cần có thể cứu mẹ, đừng nói gia nhập nguyên môn, coi như gia nhập quỷ tông, Dương Diệp hắn cũng sẽ không chút dị nghị. Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang vọng, Túy Đạo Nhân quỷ dị xuất hiện ở đối diện Nguyên Thiên, liếc mắt nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nhìn Nguyên Thiên nói. Nguyên Thiên, Dương Diệp này là đệ tử Kiếm Tông, người ở trước mặt mọi người đào đệ tử của Kiếm Tông ta, chuyện này không khỏi quá làm mất thân phận của nguyên môn trưởng giáo đi. Ha ha, theo lão phu biết, Dương Diệp đã bị Kiếm Tông người trục xuất tông môn nha. Đúng lúc này, Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, Bạch Sơn nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Túy lão, bây giờ các ngươi thấy Dương Diệp có tiềm lực, như thế nào, muốn kéo Dương Diệp trở lại. Đúng lúc này, một mỹ phụ mặc váy hoa xuất hiện ở trên bầu trời, khi mỹ phụ này xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt của Kiếm Tông Túy Đạo Nhân, còn có nguyên môn Nguyên Thiên nhất thời rơi vào trên người mỹ phụ, nhìn mỹ phụ này, trong mắt hai vị cường giả đồng thời lóe lên vẻ phức tạp. Mỹ phụ không quản Nguyên Thiên cùng Túy Đạo Nhân, đưa mắt nhìn trên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, trong mắt mỹ phụ lóe ra vẻ phức tạp, sau đó nói. Người rất tốt, Phương Ngọc sinh một đứa con trai tốt. Nghe vậy, Dương Diệp biết được mỹ phụ trước mắt này rất có khả năng là Bách Hoa Cung cung chủ, vội vàng nói. Tiền bối, theo quy củ của Thanh Vân Bảng, thu được Thanh Vân Bảng đệ nhất, thì có thể thu được Thanh Vân Lệnh, mà Thanh Vân Lệnh lại có thể nói một yêu cầu cho 6 thế lực lớn và Đại Tần Đế Quốc, đúng hay không? Ngươi muốn Bách Hoa Cung ta thả mẹ ngươi? Mỹ phụ hỏi, Dương Diệp vội vã gật đầu. Không được, trong thanh âm của Mỹ phụ lộ ra kiên định không thể nghi ngờ. Nghe vậy, sắc mặt của Dương Diệp trầm xuống hỏi. Dùng Thanh Vân Lệnh trao đổi cũng không được. Mỹ phụ nói. Cung quy không cho phép bị xúc phạm, mẹ ngươi trái với cung quy, đồng thời làm phản tại Bách Hoa Cung. Tội lớn cỡ này, nếu như ta tha thứ nàng, ngày sau đệ tử Bách Hoa Cung ta đều sẽ có tâm lý may mắn. Nếu người người học theo mẹ ngươi, vậy ngày sau Bách Hoa Cung ta làm sao đặt chân ở Nam Vực. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói.
vậy ta dùng thanh vân lệnh yêu cầu Bách Hoa Cung giảm bớt hình phạt cho mẫu thân, như vậy có thể chứ? Tuy sớm có dự kiệu Bách Hoa Cung sẽ từ chối, thế nhưng ở thời điểm Mỹ Phụ từ chối, tâm tình giận dữ cấp tốc lan tràn ở đáy lòng Dương Diệp, bất quá bị hắn ngăn chặn, vào giờ phút này, hắn vẫn không thể chính diện trở mặt với Bách Hoa Cung. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp nói, ta biết mục đích của ngươi, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi muốn lay động Bách Hoa Cung ta, không thể nghi ngờ chính là nói chuyện viển vông. Tuy thiên phú của ngươi cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng nội tình của Bách Hoa Cung ta không phải người có thể đoán ra. Đương nhiên, ngày sau người trưởng thành, đối với Bách Hoa Cung ta tất nhiên là có uy hiếp, vì để tránh cho tương lai Bách Hoa Cung thêm một phiền toái lớn, vì lẽ đó ta quyết định, hiện tại tiền diệt trừ ngươi. Nói xong, Mỹ Phụ nhìn về phía Túy Đạo Nhân cùng Nguyên Thiên nói. Các ngươi hẳn biết cũng quy của Bách Hoa Cung ta, tổ sư lập ra quy củ, bất luận người nào của Bách Hoa Cung, bao quát ta cũng không thể xúc phạm. Cung quy này là gốc rễ của Bách Hoa Cung ta. Vì lẽ đó, không quan tâm các ngươi ai thù hắn, Bách Hoa Cung ta cũng sẽ coi tông môn bọn ngươi ta tử địch, đồng thời ta sẽ đích thân ra tay đến giết người này. Thiên phú của Dương Diệp, coi như là nàng cũng không thể không kiêng kỵ, nếu như tùy ý Dương Diệp trưởng thành, ngày sau Bách Hoa Cung chắc chắn có phiền toái lớn. Vì lẽ đó, đối mặt với đám người, thái độ của nàng cực kỳ kiên quyết, bởi vì nàng nhất định phải diệt trừ đối phương trước khi Dương Diệp trưởng thành. Nghe Mỹ Phụ nói, Nguyên Thiên cùng Túy Đạo Nhân đều trầm mặc. Thiên phú của Dương Diệp thật sự rất khủng bố, nếu như cho Dương Diệp thời gian trưởng thành, như vậy tương lai tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Nhưng đó chỉ là tương lai. Mà hiện tại, nếu như bọn họ nhận Dương Diệp, vậy thì đại biểu trở thành tử địch với Bách Hoa Cung, vì một cường giả siêu cấp tương lai mà hiện tại đối địch với một thế lực lớn. Nguyên Thiên nhìn Dương Diệp một chút, trong mắt lóe ra vẻ đáng tiếc. Sau đó vung tay phải lên, mang theo Thanh Vân cùng với Nguyên Đồng biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chỗ Nguyên Thiên đứng, chẳng biết lúc nào có thêm một cánh tay máu me be bét. Quy củ của Thanh Vân bảng không cho phá hoại, Thanh Vân của Nguyên môn ta phá hoại quy củ, ta chém hắn một tay, trong vòng 50 năm, hắn sẽ không xuất hiện ở Nam Vực. Thời điểm mọi người ở đây không rõ. Âm thanh của Nguyên Thiên đột nhiên vang lên, mọi người nhất thời hiểu được, thầm nghĩ quy củ của Thanh Vân bảng nghiêm ngặt và khủng bố, ngay cả tôn giả cảnh của Nguyên môn xúc phạm cũng bị xử phạt nghiêm khắc, sau này chỉ sợ không ai còn dám xúc phạm quy củ của Thanh Vân bảng nữa rồi. Nguyên Thiên từ bỏ Dương Diệp, giữa sân chỉ còn lại Kiếm Tông Túy Đạo Nhân cùng Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn. Mỹ Phụ nhìn Túy Đạo Nhân, nhàn nhạt nói, ngươi nên biết tình cảnh của Kiếm Tông ngươi bây giờ. Nếu như Bách Hoa Cung ta cùng Kiếm Tông người trở thành tử địch, ta nghĩ cho dù có người tồn tại, Kiếm Tông cũng sẽ xóa tên khỏi 6 thế lực lớn. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai, người tựa hồ cũng muốn đi sông Thiên Lộ. Nghe vậy, Túy Đạo Nhân hơi thay đổi sắc mặt, trầm mặc một tát, cuối cùng Túy Đạo Nhân hít một hơi. Thiên phú của Dương Diệp, thật sự đã để hắn thay đổi sắc mặt, nếu như Kiếm Tông có Dương Diệp, như vậy tương lai Kiếm Tông nhất định sẽ tái hiện huy hoàng năm đó. Chỉ đà nếu như thật sự nhận Dương Diệp, mà hắn một khi đi sông Thiên Lộ, như vậy Kiếm Tông đừng nói tái hiện huy hoàng năm đó, có thể tiếp tục sống sót hay không cũng là một vấn đề. Có chút đáng tiếc nhìn Dương Diệp, thân hình của Túy Đạo Nhân hơi động, quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Túy Đạo Nhân vừa đi, giữa sân chỉ còn tại Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn, ánh mắt của Mỹ Phụ rơi vào trên người Bạch Sơn nói. Bạch Hội trưởng, Bách Hoa Cung ta chưa bao giờ có ý tứ đối địch với Phù Văn Sư Công Hội người. Nếu như Dương Diệp là đệ tử của Phù Văn Sư Công Hội, vậy ta cho Bạch Hội trưởng chút mặt mũi, thả hắn một con đường sống cũng không sao, chỉ là nếu như ta nhớ không tầm, lúc này Dương Diệp đã không phải người của Phù Văn Sư Công Hội. Bạch Sơn nghẹn lời, hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả tin tức này cũng biết. Đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận lúc trước từ bỏ Dương Diệp, để bây giờ bị đối phương lấy cớ. Phù Văn Sư Công Hội không sợ Bách Hoa Cung. Thế nhưng nếu như lúc này hắn muốn bảo đảm Dương Diệp, như vậy không thể nghi ngờ là đánh mặt Bách Hoa Cung, như vậy Bách Hoa Cung nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Vì Dương Diệp trở mặt với Bách Hoa Cung, hai thế lực lớn không chết không thôi, hậu quả như vậy, đã không phải hắn có thể gánh chịu. Bạch Sơn khe khẽ thở dài, không nói nữa, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Giá trị của Dương Diệp là ở tương lai, mà bây giờ Dương Diệp chỉ là một huyền giả tiên thiên cảnh. Cho dù là siêu cấp yêu nghiệt, tương lai cũng tràn ngập vô số loại khả năng,
Dương Diệp có thể trở thành nhân vật giống như kiếm tông tổ sư kinh diễm một đời, nhưng cũng có thể chết trẻ. Nói chung, đầu tư Dương Diệp, chỉ có trong tương lai mới có thể được báo đáp, nếu như không có Bách Hoa Cung, như vậy Nguyên Môn cùng kiếm tông, còn có Phù Văn Sự Công Hội rất đồng ý đầu tư, thế nhưng có Bách Hoa Cung, tiền vốn bọn họ đầu tư thực sự là quá to lớn, lớn đến bọn họ căn bản không gánh vác được, cũng không muốn gánh chịu. Giữa sân, Dương Diệp lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, hắn không nói gì, bởi vì ở trước mặt những cường giả siêu cấp kia, hắn nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Trước đây, hắn cho rằng chỉ cần mình thể hiện ra tiềm lực, sẽ có người không tiếc đắc tội Bách Hoa Cung bảo hộ hắn, vào giờ phút này, hắn mới biết ý tưởng này sai lầm cỡ nào. Hiện tại hắn mới rõ ràng, tiềm lực gì đó, đối với những cường giả siêu cấp kia mà nói, thật sự không phải trọng yếu như thế, bởi vì bọn họ trải qua vô số năm tháng, chứng kiến quá nhiều yêu nghiệt trưởng thành và chết trẻ. Dương Diệp là có tiềm lực, hơn nữa tiềm lực rất lớn, nhưng đó chỉ là sau này. Mà ở dưới Bách Hoa Cung cung chủ đuổi giết, cho dù là Túy đạo nhân cùng Nguyên Thiên, cũng không dám hứa chắc Dương Diệp có thể sống tới khi nào. Sau khi Bạch Sơn rời đi, ánh mắt của Mỹ Phụ làm rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi là tự sát, vẫn ta ra tay. Dương Diệp bất đắc dĩ, đây chính là cảm giác của hắn lúc này. Đối diện Mỹ Phụ trước mắt, hắn biết, hắn không có cơ hội, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không, hiện tại hắn cùng Mỹ Phụ kia chênh lệch, thật sự là quá lớn. Dương Diệp hít một hơi thật sâu, nhìn Mỹ Phụ nói. Ta biết ta không có cơ hội sống, thế nhưng ta vẫn muốn nói một câu, nếu như Dương Diệp ta bất tử, đời này nhất định lật đổ Bách Hoa Cung người, để đệ tử Bách Hoa Cung người chết sạch sành sanh, đế nam vực này, không còn Bách Hoa Cung tồn tại. Mỹ Phụ cười gần một tiếng. Ngươi không có cơ hội đó. Dứt đời, tiện tay vung tên, một cánh hoa nhỏ bé lấy tốc độ Dương Diệp căn bản không thể né tránh bắn nhanh tới. Cánh hoa rất nhỏ, thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh tại cực kỳ khủng bố. Chỗ cánh hoa đi qua, không gian xuất hiện một vết nứt đen kịt. Dương Diệp muốn phản kháng, thế nhưng tốc độ cùng uy lực của cánh hoa, căn bản không phải hắn có thể phản kháng, hắn bây giờ, ở trước mặt cánh hoa kia, có thể làm chỉ là chờ chết. Tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ, không cam lòng, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ở trong thế giới cường giả vi tôn, rất nhiều lúc cường giả có thể không cần tuân thủ quy tắc. Lại như Mỹ Phụ của Bách Hoa Cung giờ phút này, nàng có thể không nhìn quy tắc của Thanh Vân Bảng, ở lúc Thanh Vân Bảng còn chưa triệt để kết thúc ra tay với hắn. Cường giả có thể tùy hứng, mà người yếu, chỉ có thể mặc cho bắt nạt. Cong! Đột nhiên, một đạo kiếm khí cắt phá không gian, bắn nhanh về phía cánh hoa. Ra tay không phải người khác, chính là Tô Thanh Thi vẫn trầm mặc. Tuy biết rõ không địch lại Mỹ Phụ, nhưng nàng chung quy không thể nhìn Dương Diệp chết ở trước mặt mình, vì lẽ đó nàng ra tay. Nhìn thấy Tô Thanh Thi ra tay, Mỹ Phụ lạnh nhạt nói. Không biết tự dưỡng sức mình. Khi kiếm khí của Tô Thanh Thi cùng cánh hoa tiếp xúc đã bị đánh tan, mà cánh hoa thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía Dương Diệp. Tô Thanh Thi kinh hãi. Nhưng thời điểm cánh hoa cách mi tâm của Dương Diệp chỉ có một xích, cánh hoa kia đột nhiên quỷ dị đứng ở nơi đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Mỹ Phụ hơi thay đổi sắc mặt. Đúng lúc này, một trung niên mặc hoàng bào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, cùng trung niên xuất hiện còn có Tần Tịch Nguyệt. Trung niên kiếc mắt nhìn Dương Diệp sắc mặt chưa biến, trong mắt không có chút sợ hãi, khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng nói. Muốn thử thách trình độ cùng thiên phú kiếm đạo của một người, không gì bằng phản ứng ở thời khắc sống còn. Thời điểm đối mặt cường giả mạnh hơn mình vô số lần, người có thể làm được sinh tử bất biến, không sợ sinh tử, không hổ là kiếm tâm thông minh giả. Tuy Dương Diệp không biết người trước mắt này là ai, thế nhưng đối phương có ân cứu mạng hắn, chỉ điểm ấy, hắn cũng không thể thất lễ, lập tức khom người nói. Chết, vãn bối tự nhiên cũng sợ hãi, bởi vì vãn bối còn có vô số việc cần hoàn thành. Chỉ là sợ hãi có thể làm được gì, sợ hãi, để người chê cười, xem thường, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Chết cũng phải chết có cốt khí một chút. Trung niên khẽ mỉm cười nói. Tâm tính không tệ, thiên phú không tệ. Làm người có tình có nghĩa, không hổ là người Tịch Nguyệt coi trọng, cũng không uổng công nàng không tiếc xúc phạm ra quy cầu ta tới cứu người. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, trong lòng ấm áp, hắn không nghĩ tới vị cường giả siêu cấp trước mắt này lại là Tần Tịch Nguyệt cầu đến. Nghĩ đến trước kia mình còn ngờ vực Tần Tịch Nguyệt,
trong lòng Dương Diệp nhất thời sinh ra cảm giác xấu hổ. Tần Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Đây là hoàng gia gia của ta. Nghe vậy, Dương Diệp cả kinh, trung niên trước mắt này tại là Thủy Hoàng. Không phải nói Thủy Hoàng đang bế tử quan sao? Tại sao hắn lại đi ra? Nghĩ đến túc trước Thủy Hoàng nói Tần Tịch Nguyệt không tiếc xúc phạm cung quy đi cầu hắn tới cứu mình, trong lòng Dương Diệp nhất thời chìm xuống, mặc dù Tần Tịch Nguyệt là công chúa, thế nhưng muốn gặp Thủy Hoàng, e là cực kỳ khó khăn, cũng không biết Tần Tịch Nguyệt bỏ ra đánh đổi gì, mới có thể mời vị cường giả này ra. Thủy Hoàng, người đây là ý gì? Ngay khi Dương Diệp trầm tư, Mỹ Phụ kia tại lạnh giọng nói. Có ý gì? Thủy Hoàng cười khẽ một tiếng nói. Ngọc Linh Lung, người đầu tiên là không nhìn quy củ của Thanh Vân Bảng do Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn lập ra, sau đó ở trong đế đô Đại Tần Đế Quốc ra tay giết người. Ta cũng muốn hỏi một chút, Ngọc Linh Lung người có ý gì? Ngọc Linh Lung nhíu mày, trầm giọng nói. Thủy Hoàng, người muốn bảo đảm Dương Diệp này. Thủy Hoàng khinh thường cười cợt, sau đó chỉ Tần Tịch Nguyệt cùng Dương Diệp nói. Dương Diệp là hôn phu của tôn nữ ta, nói cách khác, hắn coi như người của Đại Tần Đế Quốc, Ngọc Linh Lung, người cảm thấy ta có thể cho người ở trong đế đô ra tay giết hắn sao? Thủy Hoàng, người muốn cùng Bách Hoa Cung ta là địch. Âm thanh của Ngọc Linh Lung lạnh xuống. Nếu như người cho rằng như thế, vậy ta rất vui vẻ tiếp nhận. Thủy Hoàng nói. Nghe vậy, sắc mặt của Ngọc Linh Lung trầm xuống, Đại Tần Đế Quốc sớm có ý động các thế lực tông môn. Chỉ đáng tiếc vẫn không có ý do, nếu như Bách Hoa Cung ra tay trước với Đại Tần Đế Quốc, như vậy không thể nghi ngờ là đưa cho Đại Tần Đế Quốc một cái lý do, đến lúc đó, Đại Tần Đế Quốc có thể giành chính ngôn thuận ra tay với Bách Hoa Cung. Thực lực của Đại Tần Đế Quốc đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng không biết, thế nhưng khẳng định mạnh hơn Bách Hoa Cung rất nhiều, vì Dương Diệp, đi liều chết với một quái vật khổng lồ như thế, không đáng. Hơn nữa muốn giết Dương Diệp, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Hà tất nóng lòng nhất thời. Nghĩ tới đây, Ngọc Linh Lung lạnh lùng nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Thủy Hoàng, hy vọng ngươi có thể vẫn bảo vệ hắn. Hắn đại biểu Đại Tần Đế Quốc ta đi tới cổ chiến trường. Đúng lúc này, đột nhiên Thủy Hoàng nói. Ngọc Linh Lung hơi thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Thủy Hoàng một cái. Ngọc Cung Chủ, ta muốn cùng người làm một vụ giao dịch, như thế nào? Thủy Hoàng nói. Giao dịch gì? Ngọc Linh Lung khẽ nhíu mày. Thủy Hoàng chỉ Dương Diệp, sau đó nói. Người này hiện tại cũng coi như nửa người nhà họ Tần, mẹ của hắn cùng Hoàng thất Đại Tần ta cũng coi như thân gia. Đương nhiên, ta biết cung quy của các ngươi, ta không muốn cầu ngươi thả mẫu thân hắn, ta chỉ yêu cầu mẫu thân hắn có thể sống trong 5 năm. Đồng thời Bách Hoa Cung không được phái cường giả tôn cấp trở lên tới đối phó Dương Diệp, đổi lại, Hoàng thất Đại Tần ta phân tài nguyên một châu cho Bách Hoa Cung ngươi. Ngọc Cung Chủ người thấy thế nào? Khóe mắt của Ngọc Linh Lung co giật, tài nguyên một châu, Thủy Hoàng thật cam lòng bỏ sao? Ngọc Linh Lung trầm mặc một lát, nói. Thành giao, mẫu thân hắn sẽ sống trong 5 năm, hy vọng Thủy Hoàng đừng lật lọng. Dùng 5 năm sống sót của một đệ tử cùng một huyền giả tiên thiên cảnh đổi tài nguyên một châu, Ngọc Linh Lung nàng lại không ngốc, đương nhiên sẽ không từ chối. Đương nhiên sẽ không. Thủy Hoàng khẽ mỉm cười nói. Ngọc Linh Lung không ở dừng lại, thân hình hơi động, mang theo người Bách Hoa Cung biến mất trên quảng trường. Thấy Ngọc Linh Lung rời đi, Thủy Hoàng xoay người nhìn về phía Lý Tư nói. Có thể tuyên bố kết quả tỉ thí của Thanh Vân Bảng rồi. Lý Tư nhìn Thủy Hoàng hơi thi lễ một cái, sau đó nhìn mọi người cao giọng nói. Lần Thanh Vân Bảng này, người thắng trận là Đại Tần Đế Quốc Dương Diệp. Phía dưới không có tiếng vỗ tay. Không có tiếng hoan hô, chỉ hoàn toàn là trầm mặc. Vì mọi người chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp có thể thu được Thanh Vân Bảng số 1, nhưng sự thực là hắn thu được số 1, đồng thời là dẫm tên thân thể của Nam vực đệ nhất yêu nghiệt Nguyên Đồng thu được đệ nhất. Ở dưới Đại Tần Đế Quốc âm thầm thao tác, tên tuổi của Dương Diệp giống như bệnh dịch, cấp tốc tan tràn toàn bộ Nam vực. Cùng lúc đó, Dương Diệp thu được một biệt hiệu, Chuẩn Kiếm Hoàng. Vì sao chỉ nói là Chuẩn Kiếm Hoàng? Bởi vì Dương Diệp vẫn chưa đi kiếm hoàng lộ, được cổ tinh thần bí thừa nhận. Thanh Vân Bảng số 1, Chuẩn Kiếm Hoàng. Những thứ này Dương Diệp đều không quan tâm, hiện tại hắn có chỉ là mờ mịt, đối mặt quái vật khổng lồ như Bách Hoa Cung, hắn thật sự có chút mờ mịt. Muốn dựa vào thực lực của hắn đi đối kháng Bách Hoa Cung,
coi như cho hắn 100 năm cũng khó có thể làm được, mà vấn đề là mẫu thân hắn chỉ có 5 năm thời gian. Nên làm sao mới có thể cứu? Ở dưới Thủy Hoàng ra hiệu, hết thảy huyền giả trên quảng trường đều bị binh sĩ của Đại Tần Đế Quốc đuổi sạch, lúc này toàn bộ quảng trường, chỉ còn dư tại Thủy Hoàng cùng Dương Diệp, Tần Tịch Nguyệt. Người muốn cứu mẹ mình, cũng không phải không thể. Thủy Hoàng nói, nghe vậy, Dương Diệp chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Hoàng, trong thanh âm mang theo cấp bách nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Tiêu diệt Bách Hoa Cung. Thủy Hoàng nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Dương Diệp cay đắng nở nụ cười. Ta cũng muốn như vậy, chỉ là tiền bối, người cảm thấy ta có thể tiêu diệt Bách Hoa Cung sao? Nếu như có thể tiêu diệt Bách Hoa Cung, hắn sớm đã diệt Bách Hoa Cung 100 lần, nhưng đáng tiếc hắn không thể. Dựa vào lực lượng cá nhân, chỉ sợ người phải có thực lực của kiếm tông tổ sư năm đó, nếu không, cho dù người đạt đến cảnh giới như chúng ta, cũng không cách nào tiêu diệt được Bách Hoa Cung. Thủy Hoàng nói, nội tình cùng thực lực của Bách Hoa Cung, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Tiền bối, Thủy Hoàng giác đầu nói, ngươi không thể diệt, thế nhưng Đại Tần ta có thực lực kia. Ta phải bỏ ra cái giá gì? Dương Diệp không ngốc. Thủy Hoàng tuyệt đối không chỉ là đơn thuần nể mặt Tần Tịch Nguyệt mới xuất thủ cứu hắn, còn đến tột cùng là tại sao, hắn cũng không rõ ràng. Đại biểu Đại Tần đi tới cổ chiến trường. Sắc mặt của Thủy Hoàng hơi nghiêm nghị. Có chiến trường. Dương Diệp không rõ, bởi vì hắn chưa từng nghe qua nơi này. Đại Tần Đế Quốc ta cùng 6 thế lực lớn bằng mặt không bằng lòng, nhưng vẫn tưởng an vô sự, người có biết vì sao không? Thủy Hoàng nói. Là bởi vì có huyền thú đế quốc. Dương Diệp hỏi. Vậy ngươi có biết vì sao huyền thú đế quốc và nhân loại chúng ta tuy chướng mắt lẫn nhau, thế nhưng vẫn bình an vô sự không? Thủy Hoàng lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Bởi vì nhân loại chúng ta cùng huyền thú đều có một kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Thủy Hoàng nhìn về phía bắc nói. Ở cực bắc của huyền thú đế quốc, nơi đó có một dãy núi tên là Kinh Thiên sơn mạch này cao tới mấy trăm vạn trượng. Ở một bên khác của Kình Thiên Sơn Mạch, có một bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ có ưu thế mà nhân loại cùng huyền thú không có, bọn họ không chỉ có thể tự luyện huyền kỹ, hơn nữa vừa sinh ra tiền có thân thể cường hãn hơn huyền thú. Bọn họ là ma tộc. Ma tộc? Dương Diệp không rõ. Thủy Hoàng khẽ gật đầu nói. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, mỗi một ma tộc thành niên, không cần đi rèn luyện thân thể phòng ngự và lực lượng cũng mạnh hơn huyền thú vương cấp bình thường. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể tu luyện các loại huyền kỹ của nhân loại ta. Thiên tài của nhân loại ta, ở trước mặt bọn họ, căn bản không thể xưng là thiên tài, tỉ như Nguyên Đồng, nếu thả hắn vào ma tộc, nhiều lắm chỉ có thể tính ưu tú mà thôi. Nghe được Thủy Hoàng nói, Dương Diệp chấn kinh rồi. Tuy Nguyên Đồng thua hắn, thế nhưng thực lực của Nguyên Đồng là cực kỳ cường hãn, nếu như không phải hắn tỉnh tại khí kinh của đạo khí, đồng thời vận dụng vòng khí xoáy. Thì hắn và Nguyên Đồng trong lúc đó, ai thắng ai thua, e là rất khó nói. Mà một thiên tài siêu cấp như vậy, ở trong ma tộc chỉ có thể tính là ưu tú. Dương Diệp nói, tiền bối, ma tộc kia đã mạnh như vậy, vì sao Nam Vực chưa từng nghe qua tên của bọn họ, cũng chưa từng gặp một lần. Này tự nhiên là Đại Tần ta cùng 6 thế lực lớn cộng đồng ẩn giấu. Thủy Hoàng nói. Ma tộc đối với nhân loại ta cùng huyền thú đế quốc là một uy hiếp to lớn, nếu như không có Kình Thiên Sơn Mạch làm bình phong, e là chủ nhân Nam Vực bây giờ, không phải là loài người cùng huyền thú, mà là ma tộc kia rồi. Đã có Kình Thiên Sơn Mạch, cổ chiến trường lại là ý gì? Dương Diệp không rõ hỏi. Mỗi một năm, đều sẽ có vô số thanh niên ma tộc đi bộ vượt qua Đỉnh Thiên Sơn Mạch đến thế giới loài người. Những thanh niên ma tộc này đại đa số đều sẽ chết ở thời điểm vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch, nhưng chỉ cần vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch, thực lực cùng thiên phú tuyệt đối là khủng bố đáng sợ. Nói đơn giản một chút, Đế Nguyên Đồng cùng người vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch, lấy tư chất cùng thực lực của hai người các người, tỷ lệ vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch, trong 10 phần nhiều nhất chỉ còn 3 phần 10. Thủy Hoàng nói. Dương Diệp cả kinh, lấy thân phận cùng thực lực của Thủy Hoàng, nếu hắn nói 3 phần 10. Như vậy chỉ sợ thật sự chỉ có 3 phần 10, hắn và Nguyên Đồng cũng chỉ có 3 phần 10 tỷ tệ, mà những thanh niên ma tộc kia có thể vượt qua, hơn nữa còn không chỉ một cái, thiên phú và thực lực như vậy. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng hỏi. Bọn họ đến thế giới nhân loại chúng ta làm gì? Rèn luyện.
Thủy Hoàng trầm giọng nói. Ma tộc là một chủng tộc sùng bái cường giả, vượt qua Kình Thiên Sơn Mạch là một loại rèn luyện. Cổ chiến trường cùng thiên tài trẻ tuổi của nhân loại ta chém giết, cũng là một loại rèn luyện. Mà mục đích tự nhiên ta để cho mình càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, trở nên mạnh mẽ đồng thời tiêu hao thiên tài trẻ tuổi của nhân loại ta, này cũng là mục đích của những ma tôn kia. Ma tôn. Nghe được hai chữ này, trong lòng Dương Diệp chấn động, lúc trước hắn nghe qua trụ vương nói qua ma tôn, không nghĩ tới đệ nhất cường giả của Nam vực dĩ nhiên không phải huyền giả loài người, mà là ma tộc. Ngươi có biết vì sao chúng ta phải tổ chức thanh vân bảng hay không? Thủy Hoàng lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Bởi vì chúng ta muốn chọn lựa ra huyền giả có thực lực đi tới để chiến trường, không chỉ tán tu, đệ tử các thế lực lớn của Nam vực, còn có tinh anh của huyền thú đế quốc cũng sẽ đi tới cổ chiến trường. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, là tận lực tru diệt thiên tài của ma tộc. Thủy Hoàng trầm giọng nói. Dương Diệp trầm mặc một tát, sau đó nói. Tiền bối trả giá lớn như vậy cứu ta, đồng thời để mẫu thân ta sống thêm 5 năm, mục đích tự nhiên không thể chỉ là để ta đại biểu Đại Tần đế quốc đi tới cổ chiến trường chém giết thanh niên ma tộc chứ. Thủy Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta cứu người và mẹ ngươi, không phức tạp như thế, ngoại trừ bởi vì người là người Tịch Nguyệt nha đầu coi trọng, còn vì Đại Tần và Bách Hoa cung sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Đương nhiên, nếu như người không có thiên phú để ta coi trọng, ta tự nhiên sẽ không trả giá lớn như vậy. Nếu ngươi có thiên phú, có tiềm lực, mà Đại Tần ta sớm muộn gì cũng phải đánh với Bách Hoa Cung, vậy vì sao ta không cứu người, để Bách Hoa Cung kia thêm một kẻ địch có tiềm lực khủng bố chứ? Chỉ là ta tới cổ chiến trường, tựa hồ đối với Đại Tần không có lợi ích gì nha. Dương Diệp hỏi. Đương nhiên là có. Thủy Hoàng nói. Đi tới cổ chiến trường, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng cùng lúc cũng là một cơ hội để đệ tử Hoàng thất Đại Tần ta mạnh mẽ. Nếu như đệ tử Hoàng thất Đại Tần ta chết ở trong tay ma tộc, vậy thì nên biết quan hệ của Đại Tần ta cùng 6 thế lực lớn, ta lo lắng bọn họ không phải chết ở trong tay thanh niên ma tộc, mà chết ở trong tay đệ tử 6 thế lực lớn. Ngươi để ta đi bảo vệ con cháu Hoàng thất Đại Tần. Dương Diệp hơi nhướng mày nói. Thủy Hoàng khẽ gật đầu nói. Bởi vì chúng ta cùng ma tôn từng có ước định, cường giả linh giả cảnh trở tên đều không thể xuất hiện ở cổ chiến trường, vì lẽ đó, Đại Tần ta căn bản không có cách phái cường giả ở trong bóng tối bảo vệ con cháu Hoàng thất. Mà con cháu Hoàng thất Đại Tần một khi xuất hiện ở cổ chiến trường, tất nhiên sẽ bị đám người Nguyên Môn liên hợp nhằm vào, vì lẽ đó, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Còn nữa, Tần này đi tới cổ chiến trường, đối với người cũng có chỗ tốt cực lớn, phải biết, cổ chiến trường là một di tích thời thượng cổ, ở chỗ đó, tuy tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập các loại kỳ ngộ, hơn nữa còn có vô số đối thủ mạnh mẽ cho người bồi luyện, này không phải là thứ người cần sao. Dương Diệp chậm rãi lắc đầu nói. Tiền bối, ta muốn trở nên mạnh mẽ, là vì cứu mẫu thân, nếu như không thể cứu mẫu thân, coi như Dương Diệp ta trở thành Nam vực đệ nhất cường giả tại có ý nghĩa gì. Thủy Hoàng khẽ mỉm cười nói. Ta biết lo lắng của ngươi, ngươi yên tâm, nếu Ngọc Linh Lung kia đáp ứng giao dịch, như vậy nàng là sẽ không đổi ý. Trong vòng 5 năm, mẹ ngươi tất nhiên bình yên vô sự. Còn 5 năm sau. Nói đến đây, Thủy Hoàng dừng một chút, sau đó nói. Nếu như người muốn cứu mẹ mình, như vậy trong vòng 5 năm, người phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế sự vô thường, nếu như người không mạnh, có thể ngày mai sẽ biến mất ở cõi đời này, khi đó, ai tới cứu mẹ ngươi? Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc. Đúng vậy, nói tóm lại, vẫn là thực lực của mình quá yếu. Ngày hôm nay có Thủy Hoàng giúp đỡ, mình từ trong tay Bách Hoa Cung cung chủ sống sót, thế nhưng lần sau thì sao? Ai đến giúp đỡ mình? Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Lúc này trong lòng Dương Diệp bức thiết muốn trở nên mạnh hơn, bởi vì chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể sống sót, chỉ có trước tiên sống sót, mới có thể tìm cơ hội cứu mẹ. Tiền bối, lúc nào ta đi tới cổ chiến trường? Dương Diệp hỏi. Thấy Dương Diệp không chấp nhất ở hiện tại cứu mẹ, Thủy Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó nói. Sau một tháng là ngày cổ chiến trường mở ra, đến lúc đó, Đại Tần đế quốc ta sẽ thông báo cho hết thảy huyền giả có thực lực, còn có con cháu vô số thế gia trong Đại Tần đế quốc ta, cùng với bộ đội tinh nhuệ của Đại Tần đế quốc, thông qua truyền tống trận, truyền tống bọn người tới cổ chiến trường. Thủy Hoàng phái quân đội đi cổ chiến trường. Dương Diệp kinh ngạc nói. Thủy Hoàng khẽ gật đầu nói.
đi tới cổ chiến trường, đối với bọn họ mà nói mặc dù là hung hiểm, nhưng cũng là một cơ hội to lớn, một cơ hội trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, bộ đội tinh nhuệ tự nhiên là lấy phương thức tán tu đi tới cổ chiến trường, nếu không chỉ sợ bọn họ vừa tới cổ chiến trường, còn không giao thủ với thanh niên ma tộc, cũng đã chết ở trong tay người mình rồi. Dương Diệp lắc đầu, nhân loại có uy hiếp như ma tộc tồn tại, còn muốn tự giết lẫn nhau, nhân loại đây là tự tìm đường chết. Bất quá những sự tình này đều không có quan hệ gì tới hắn. Trương vòng một tháng, ngươi tận lực đừng ra đế đô, bây giờ người muốn giết người, không chỉ có Bách Hoa Cung, Nguyên Môn và Quỷ Tông e là đều muốn trừ người mới có thể yên tâm. Thủy Hoàng nói, Dương Diệp gật đầu, đi tới cổ chiến trường, đối với người mà nói, là một khởi đầu mới, bởi vì ở nơi đó, không có cường giả tôn giả cảnh trở lên ra tay với người, ở nơi đó, người có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, cũng chỉ có ở nơi đó, người mới có thể không kiêng kỵ gì tăng tên thực lực của mình, mà không cần lo lắng Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn. Phái cường giả siêu cấp đến giết người, vì thế, nắm lấy cơ hội lần này thật chắc. Thủy Hoàng nói xong, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Thủy Hoàng đi rồi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt vẫn trầm mặc nói. Cảm tạ. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nở nụ cười. Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi không có tính ngộ kiếm ý tầng 4, không có kiếm tâm thông minh, không có chiến thắng Nguyên Đồng, Hoàng gia gia của ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi, điểm ấy ngươi nên rõ ràng. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị nói vài lời, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, quay về Tần Tịch Nguyệt khẽ gật đầu, Lý Tư nhìn về phía Dương Diệp, tay hơi động, một cái nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn nói. Đây là khen thưởng cho quán quân của Thanh Vân Bảng, còn nữa, lúc này tên tuổi Dương Tiểu huynh đệ, hẳn đã truyền khắp toàn bộ Nam Vực, vì lẽ đó, ngày sau người ra ngoài, nếu như có thể, tận lực đừng báo tên thật của mình, phải biết, người muốn giết người nhiều lắm. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhận chiếc nhẫn nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lý Tư khẽ mỉm cười nói. Không cần khách khí như thế, nếu người là vị hôn phu tịch của Nguyệt Công Chúa, như vậy cũng chính là người của Đại Tần ta, tuy người không thể ở trong triều làm quan nhậm chức. Nói đến đây, tay Lý Tư hơi động, hai lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Hai lệnh bài này, một cái là Thanh Vân lệnh, đây là khen thưởng của Thanh Vân bảng, một cái khác là tín vật của Thủy Hoàng. Nắm tín vật này, ở trong Đại Tần đế quốc ngươi có thể thông suốt, đồng thời có thể điều động đội hộ vệ của hết thảy thành thị trừ đế đô. Nghe vậy, trong đồng Dương Diệp cả kinh, điều động hết thảy đội hộ vệ của thành thị. Tại sao Thủy Hoàng cho hắn quyền lợi lớn như vậy? Trầm ngâm một chút, Dương Diệp không có từ chối, nhận lấy hai tấm bệnh bài, nhìn Thanh Vân lệnh một chút, hơi trầm ngâm, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hắn thiên tân vạn khổ thu được Thanh Vân bảng số 1, chính là vì Thanh Vân lệnh. Nhưng bây giờ thu được, Thanh Vân lệnh này tại như sắt vụn. Thấy Dương Diệp nhận lấy hai tấm lệnh bài, Lý Tư khẽ gật đầu, sau đó thân hình hơi động, biến mất khỏi tại chỗ. Lý Tư đi rồi, Dương Diệp đưa hai tấm lệnh bài cho Tần Tịch Nguyệt nói. Hai tấm lệnh bài này ở trong tay ta, không thể nghi ngờ chỉ là một khối sắt vụn, ở trong tay người, mới có thể có tác dụng. Tần Tịch Nguyệt tiếc mắt nhìn hai bệnh bài, sau đó nói. Người thật muốn cho ta. Ngươi có biết tác dụng của hai tấm bệnh bài này không? Đặc biệt là tín vật của Hoàng Gia Gia, có tín vật này, quyền lực của người sẽ không thua kém một tướng quân thực quyền. Dương Diệp lắc đầu nói. Thanh Vân lệnh, đừng đùa, đi Nguyên Môn nói yêu cầu, hay đi Quỷ Tông. Hay Bách Hoa Cung, bọn họ không đến tìm ta đã cảm ơn trời đất, ta đi tìm bọn họ, đó là đi tìm cái chết. Còn tín vật này, chẳng mấy chốc ta sẽ đi cổ chiến trường. Ta có thể điều động đội hộ vệ của Đại Tần đi cố chiến trường với ta sao? Thế nên hiện tại chúng nó đối với ta mà nói không thể nghi ngờ chỉ là một khối sắt vụn, ở trong tay người, chúng nó mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Tiếp nhận hai lệnh bài, Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp nói. Nhất định phải sống trở về, không thì ta sẽ mang theo những bảo vật người đưa ta gả cho nam nhân khác. Dương Diệp không nói gì, cái uy hiếp này thật sự là rất lớn, khẽ lắc đầu, tay khẽ động. Lúc trước Chu Diệt Tần Du Nhiên cùng với Lý Tiên Quân đạt được hai huyền bảo địa cấp xuất hiện ở trong tay hắn. Hai món đồ này cũng cho ngươi, ngươi đừng cự tuyệt, muốn thành lập một thế lực đối kháng Bách Hoa Cung, cần tài lực tuyệt đối không phải người có khả năng gánh nổi, tháng này ta sẽ chế tạo một ít phù lục cho ngươi, phương diện khác ta không giúp được, ta có thể giúp, chỉ có ở phương diện tiền tài cho ngươi chút viện trợ. Tiếp nhận hai huyền bảo địa cấp,
Tần Tịch Nguyệt cười quyến rũ nói. Vì sao ta phải cự tuyệt? Hiện tại ta đang làm công cho ngươi, vấn đề tiền bạc đương nhiên do ngươi tới giải quyết. Dương Diệp cũng cười, nhưng nghĩ đến cái gì, hỏi. Hôm nay mẹ ngươi có khỏe không? Tần Tịch Nguyệt thu liễm dáng tươi cười, gật đầu nói. Bởi vì quan hệ với ngươi, hiện tại địa vị của nàng ở trong cung tương đương mấy vị quý phi, mà địa vị của ta cũng được đề thăng rất lớn, hôm nay đãi ngộ của ta, không thua bất luận một vị hoàng tử công chúa nào. Nói chung tiểu đệ đệ, tất cả đều nhờ ngươi, ngươi nói tỉ tỉ nên báo đáp ngươi thế nào đây? Lấy thân báo đáp được không? Lấy thân báo đáp, có thể suy nghĩ một chút. Tần Tịch Nguyệt ngẩn ra, sau đó cười phá lên, theo Tần Tịch Nguyệt cười to, đôi thỏ ngọc đầy đặn trước ngực như cuộn sóng phập phồng, để Dương Diệp có chút hết hồn. Đè xuống kiểu diễm trong lòng, tay Dương Diệp khẽ động, hai tấm phù lục cao cấp mà Thanh Vân Bảng ban thường xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Tần Tịch Nguyệt nói. Đây là hai tấm phù lục cao cấp, cái này không nên cầm đấu giá, người giữ lại tự mình phòng thân. Tần Tịch Nguyệt ngưng cười, nhìn Dương Diệp một lát, cuối cùng lắc đầu thở dài nói. Tiểu đệ đệ, tính cách ngươi quả quyết, làm việc sấm rền gió cuốn, nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là một khi tin tưởng ai, sẽ không giữ lại với người này chút nào. Phải biết rằng, trên đời dễ nhất thay đổi nhất chính là nhân tâm, cho nên đối với bất kỳ người nào, dù cho là thân nhân của mình, cũng phải bảo lưu vài phần, hiểu chưa? Dương Diệp cười nói. Ngươi yên tâm, người nào nên tín nhiệm, người nào không nên tín nhiệm, trong lòng ta đều biết. Quả thực, ở trên đời này, có thể làm cho Dương Diệp hắn tín nhiệm, đếm được trên đầu ngón tay. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, không tiếp tục đề tài này nữa, nói. Hai ngày này ta sẽ sưu tập một ít tư liệu cổ chiến trường và ma tộc cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ liên hệ. Còn nữa, ngươi đừng chủ động tiên hệ ta, cũng đừng đi tiên cư, phải biết hiện tại có vô số thế lực đang ngó chừng ngươi, ta cũng không muốn ta thứ khổ cực tạo dựng lên lại bởi vì quan hệ của ngươi mà bại lộ. Dương Diệp gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tần Tịch Nguyệt đi, mang theo một ít bảo vật mà hắn ở Thập Vạn Đại Sơn cướp đoạt được. Đối với Dương Diệp mà nói, ngoại trừ huyền kỹ cùng huyền bảo loại kiếm ra, đồ vật khác đối với hắn đều không có tác dụng gì. Lắc đầu, Dương Diệp lấy ra nạp giới mà Lý Tư cho hắn, quét nhìn vật phẩm bên trong, khi thấy huyền bảo địa cấp, Dương Diệp nhất thời vui vẻ, bởi vì huyền bảo này là một thanh kiếm. Sau khi cùng Nguyên Đồng đánh một trận, Dương Diệp phát hiện khuyết điểm của hộp kiếm, đó chính là phẩm cấp của kiếm quá thấp. Nếu như 36 thanh kiếm trong hộp kiếm đều là địa cấp, cộng thêm kiếm ý gia trì, đừng nói một cái nguyên đồng, dù 10 cái nguyên đồng cũng không đỡ được. Chỉ là muốn 36 thanh huyền kiếm biến thành địa cấp, nói dễ vậy sao? Tuy rất khó, nhưng lại không phải không có hy vọng, có vòng khí xoáy thần bí kia, cộng thêm tài phú của Dương Diệp, muốn thu thập được 36 thanh huyền kiếm địa cấp, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một quyển huyền kỹ địa cấp khác là trưởng kỹ, tên Lạc Tinh Trưởng, nghe nói uy lực của nó có thể làm cho tinh thần trên tinh không rơi xuống. Dương Diệp tự nhiên khịt mũi coi thường, có thể làm cho tinh thần trên tinh không rơi, đừng nói huyền kỹ địa cấp, huyền kỹ thiên cấp cũng không làm được. Bất quá đối với Lạc Tinh Trưởng, Dương Diệp còn rất hài lòng, bởi vì tuy uy lực của Lạc Tinh Trưởng này không bằng Phá Long Quyền, nhưng có một chỗ tốt, đó chính là độ khó tu luyện không kinh khủng như Phá Long Quyền. Phá Long Quyền có tam trọng, lấy thân thể hắn cường hãn, cộng thêm Mạc lão chỉ điểm, hắn cũng mới tu luyện đến nhất trọng mà thôi. Độ khó tu luyện kia, cho dù là Dương Diệp cũng không khỏi nói biến thái. Ngoại trừ huyền kỹ cùng huyền bảo, còn có 100 viên đá năng lượng cực phẩm, nếu như là đá năng lượng bình thường, Dương Diệp đương nhiên nhìn không thuận mắt. Thế nhưng cực phẩm, coi như là Dương Diệp cũng không thể không để ý. Phải biết rằng, lấy giá thị trường, một viên đá năng lượng cực phẩm tương đương với 1.000 viên đá năng lượng, hơn nữa còn là cung không đủ cầu. 100 viên đá năng lượng cực phẩm, tương đương với 10 vạn viên đá năng lượng, 10 vạn viên đa năng dược, cộng thêm tài phú trước kia, có thể nói, hiện tại coi như là một ít tôn giả cũng không giàu có bằng Dương Diệp hắn. Nói tóm lại, lúc này đây Thanh Vân Bảng ban thưởng, Dương Diệp rất hài lòng, bởi vì mấy thứ này có thể để hắn đề thăng rất nhiều thực lực. Mà bây giờ, hắn cần chính là không ngừng tăng lên thực lực. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau, chỉ thấy Tô Thanh Thi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ hắn. Nghĩ đến lúc trước cô gái này vì mình, không tiếc xuất thủ với Bách Hoa Cung cung chủ, trái tim Dương Diệp ấm áp nói.
vốn dĩ ta nghĩ ngươi đã về kiếm tông. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Chuyện kiếm tông đã làm với ngươi, ta rất xin lỗi. Cái này không có quan hệ gì tới ngươi. Dương Diệp cười nói. Ngươi là ngươi, kiếm tông là kiếm tông, tuy kiếm tông có lỗi với ta, nhưng người chưa bao giờ có lỗi với ta. Đối với ngươi, ta sơ tâm bất biến. Ta bây giờ còn chưa có thực lực cải biến quá nhiều thứ, thế nhưng ta bảo chứng, sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó, ta sẽ đi kiếm tông tìm ngươi, ta bảo chứng, ngày này sẽ không quá muộn. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Ở kiếm tông, ta chờ người tới đón. Dứt lời, thân hình của Tô Thanh Thi khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang tiêu thất ở chân trời. Tô Thanh Thi vừa ly khai, túy đạo nhân quỷ dị xuất hiện, nhìn Dương Diệp, trong mắt túy đạo nhân lóe lên vẻ tiếc hận nói. Tiểu tử, lão đạo cũng không nhiều lời, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Lão đạo tới tìm người, là hy vọng người trả thanh minh kiếm cho kiếm tông. Dương Diệp tự giễu cười nói. Tiền bối, ở trước mặt người, vãn bối có tư cách cự tuyệt sao? Nói xong, tay Dương Diệp khẽ động, thanh minh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Mà đúng lúc này, thanh minh kiếm đột nhiên run lên, hóa thành kiếm linh, tiểu cô nương nhìn thoáng qua túy đạo nhân, sau đó nói. Lão đầu, ta muốn đi theo hắn. Giọng nói chân thật đáng tin. Túy đạo nhân lắc đầu nói. Ngươi theo hắn, sẽ hại hắn. Một huyền giả tiên thiên cảnh mang theo đạo khí, đến lúc đó người tới tìm hắn không chỉ là nguyên môn cùng bách hoa cung. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn hôm nay, căn bản không cách nào triệt để nắm giữ ngươi. Không chỉ như vậy, mỗi khi hắn mạnh mẽ kích hoạt đạo khí, chỉ biết tổn thương kinh mạch trong cơ thể hắn, lại tới vài lần, hắn sẽ phế đi. Lão đầu, người mượn cớ. Ánh mắt của tiểu cô nương bất thiện nhìn chằm chằm túy đạo nhân. Đừng tưởng rằng ta là kiếm linh, ngươi liền muốn gạt ta. Nói cho cùng, ngươi là không muốn để đạo khí của kiếm tông rơi vào trong tay ngoại nhân, không phải sao? Túy đạo nhân lắc đầu, không có nói nhiều, vung tay phải lên, kiếm linh của thanh minh kiếm khôi phục thành kiếm thể, sau đó bị túy đạo nhân mạnh mẽ thu vào trong nạp giới. Túy đạo nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, thân hình khẽ động, tiêu thất khỏi tại chỗ. Thấy túy đạo nhân rời đi, Dương Diệp hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên hàn mang. Mặc dù Dương Diệp hắn vì Tô Thanh Thi và mẫu thân mới tới tham gia Thanh Vân Bảng, thế nhưng đạt được chỗ tốt là kiếm tông, mà hôm nay sau khi kiếm tông được chỗ tốt, không chỉ ở thời điểm đối mặt Bách Hoa Cung không giữ gìn Dương Diệp, còn muốn thu thanh minh kiếm về. Muốn nói không phẫn nộ, này tự nhiên là không thể nào. Thế nhưng Dương Diệp biết, phẫn nộ thì như thế nào? Tâm lý khó chịu thì như thế nào? Ai bảo thực lực của hắn bây giờ yếu như vậy? Kiếm tông, Bách Hoa Cung, Quỷ tông, Nguyên môn. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, những người này làm hết thảy với Dương Diệp hắn, ngày sau hắn nhất định sẽ nhất nhất trả lại. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy sẽ lưu chuyển. Ly khai quảng trường Hoàng Cung, Dương Diệp đi Phù Văn Sư Công Hội, đối với Phù Văn Sư Công Hội cùng Sư Phụ Lâm Sơn, trong lòng hắn chưa bao giờ có một câu oán hận. Bởi vì cho tới nay, nếu như không có Sư Phụ Lâm Sơn, chỉ sợ Dương Diệp hắn sớm đã chết ở trong tay Bách Hoa Cung. Đặc biệt là Tiểu Giao, nếu như không có Lâm Sơn, sợ rằng Tiểu Giao sẽ không giống hiện tại có một hoàn cảnh tốt để phát triển. Tuy Phù Văn Sư Công Hội ở dưới áp lực của Huyền Thú Đế Quốc, từ bỏ hẳn, thế nhưng Phù Văn Sư Công Hội chưa bao giờ có lỗi với Dương Diệp hắn. Ngược lại hắn ở Phù Văn Sư Công Hội đạt được rất nhiều chỗ tốt, cũng chẳng bao giờ vì Phù Văn Sư Công Hội và Sư Phụ Lâm Sơn làm ra cái gì. Dương Diệp hắn không phải người ích kỷ, cho nên hắn vẫn coi Lâm Sơn là sư phụ. Trương Phong, Lâm Sơn nhìn Dương Diệp nói. Người có oán sư phụ không? Dương Diệp lắc đầu, vuốt đầu Tiểu Giao nói. Mới đầu là có một chút, thế nhưng hiện tại đã không còn. Cho tới nay, sư phụ và Phù Văn Sư Tổ cho ta đã đủ nhiều. Lâm Sơn nhìn Dương Diệp một lát, thấy thần sắc của hắn không giống giả bộ, chỉ thấp giọng thở dài nói. Phù Văn Sư Công Hội là một tập thể, rất lâu trước kia, mọi người rất đoàn kết, nhưng đây chẳng qua là ở thời điểm có người ngoài muốn phá hư lợi ích của toàn bộ Phù Văn Sư Công Hội. Đối với ngươi, mọi người chúng ta đều cực kỳ xem trọng thiên phú của ngươi, thế nhưng ngươi, còn có ta, cùng với Sư Bá Bạch Sơn của ngươi, ba người chúng ta đều không thể đại biểu toàn bộ Phù Văn Sư Công Hội. Nếu như xúc phạm lợi ích của những lão gia hỏa kia,
sợ rằng toàn bộ phù văn sư công hội sẽ nội loạn, đây cũng chính là nguyên nhân ta với sư bá ngươi không ngăn cản ngươi ly khai phù văn sư công hội. Dương Diệp cười nói, ta minh bạch, lần này đến phù văn sư công hội, là có chuyện muốn nhờ sư phụ. Lâm Sơn nhìn thoáng qua Tiểu Giao nói, là bởi vì Giao Nhi. Dương Diệp gật đầu, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể xúc phạm tới nàng. Lâm Sơn bảo đảm nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn Bạch Sơn thi lễ một cái, hắn muốn chính là những lời này của Lâm Sơn. Bồi Tiểu Giao và Bảo Nhi chơi vài ngày, Dương Diệp bắt đầu thu thập các linh thảo mà Mạc Lão bảo hắn tìm. Được sự giúp đỡ của Lâm Sơn, dược thảo hắn cần hầu như không có độ khó gì thu thập đủ. Sau khi thu thập đủ dược thảo, Dương Diệp cáo từ Lâm Sơn, trở lại đáy đoạn hồn nguyên. Đánh với Nguyên Đồng một trận, tuy Dương Diệp thắng, nhưng cũng cho hắn biết mình không đủ. Phải biết rằng, nếu như không phải vận dụng đạo khí cùng vòng khí xoáy, chỉ bằng vào ý thức chiến đấu cùng kiếm kỹ của mình, hắn cùng với Nguyên Đồng ai thắng ai thua vẫn là một bí ẩn. Hơn nữa theo Thủy Hoàng nói, những thanh niên ma tộc trong cổ chiến trường kia còn yêu nghiệt hơn Nguyên Đồng, cho nên hắn phải mau chóng để thăng thực lực của mình, đặc biệt là thân thể. Sau khi đánh với Nguyên Đồng một trận, nếu như không phải dựa vào thân thể cường hãn, hắn tuyệt đối không dám gần người vật lộn, bởi vì ý thức chiến đấu của Nguyên Đồng thật quá kinh khủng, đặc biệt hắn còn lĩnh ngộ chiến ý cùng quyền ý. Dưới tình huống như vậy, thân thể người bình thường căn bản không chịu nổi một quyền của hắn. Nói tóm lại, bây giờ hắn còn có rất nhiều không đủ, cho nên hắn lần thứ hai đi tới đoạn hồn nguyên tìm Mạc Lão, tuy không biết Mạc Lão thần bí này đến cùng cần hắn làm cái gì. Thế nhưng lúc này, trước mắt Mạc Lão là người duy nhất có thể giúp đỡ hắn, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Trước nhà Mạc Lão chống quải trường, nhìn Dương Diệp mỉm cười nói. Thu được thanh vân bảng đệ nhất. May mắn. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói quá trình chiến đấu với Nguyên Đồng. Một lát sau, Mạc Lão khẽ gật đầu nói. Người đúng là may mắn, tuy Nguyên Đồng kia được xưng chuẩn vũ thần, nhưng không có lĩnh ngộ cường giả chi tâm. Nếu như hắn lĩnh ngộ cường giả chi tâm, cho dù ngươi thúc dục đạo khí, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Ha ha, vũ thần, Nam Vực thật vất vả xuất hiện một tồn tại có thể trở thành vũ thần, cũng hủy ở trong tay của ngươi. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì, bất kể là vũ thần hay kiếm hoàng, hắn đều không có hứng thú. Cho tới nay, hắn chỉ có một mục đích, đó chính là từ trong tay Bách Hoa Cung cứu mẫu thân ra. Nếu như ta không đoán sai, kế tiếp ngươi hẳn là sẽ đi cổ chiến trường. Mạc Lão đột nhiên hỏi. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó nói. Sao Mạc Lão biết? Mạc Lão khẽ cười, sau đó nghiêm mặt nói. Cổ chiến trường được xưng phần mộ của thiên tài, ở nơi đó, cho dù người lại yêu nghiệt, lại thiên tài cũng có khả năng táng thân. Bởi vì ở nơi đó có vô số thiên tài và yêu nghiệt, chỗ đó không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt. Ân, dù ngươi lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, đồng thời kiếm ý có chút thành tựu, nhưng đi nơi nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể tính trung đẳng. Người của ma tộc đáng sợ như thế. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mạc Lão lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa vời, chậm rãi nói. Xem ra ngươi còn không quá lý giải cổ chiến trường sở dĩ xưng là cổ chiến trường, không chỉ bởi vì là chiến trường của nhân loại cùng huyền thú còn có ma tộc. Nói đến đây, Mạc Lão đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có biết mảnh đại lục này bao lớn không? Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu, đùa giỡn, hắn nào biết Nam Vực bao lớn, hắn đi qua địa phương xa nhất, cũng chính là Thập Vạn Đại Sơn. Ở thời điểm thượng cổ, mảnh đại lục này tên là Huyền Giả Đại Lục, một ngày nào đó, Huyền Giả Đại Lục đột nhiên xuất hiện một kiện chí bảo này tên là Vô Tận Khí Hải, vì tranh đoạt chí bảo này, hai vị cường giả đứng đầu Huyền Giả Đại Lục ra tay. Hai vị cường giả kia đều là chí cường giả khi đó, tùy tiện một người cũng có thể trưởng toái tinh thần, đốt sơn nấu biển. Trải qua 100 năm tranh đấu, Huyền Giả Đại Lục bị hai người bọn họ phá thành mảnh nhỏ, chia làm cửu vực. Mạc Lão chậm rãi nói. Đánh đại lục phá thành mảnh nhỏ, thực lực như vậy. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp hỏi. Mạc Lão, ý của ngươi là nói, Nam Vực chúng ta chỉ là một trong cửu vực. Mạc Lão gật đầu nói. Vùng cực Bắc Kình Thiên Sơn Mạch, thật ra là một vực khác, cũng chính là ma vực. Nếu là một phiến đại tục, vậy vì sao chẳng bao giờ có người của vực khác tới Nam Vực? Dương Diệp hỏi lần nữa. Mạc Lão khẽ cười nói.
Giang Sơn luôn có nhân tài mới, tuy vị cường giả kia rất mạnh, thế nhưng hắn cuối cùng đã hóa thành một đống tro bụi. Mà ma tôn của ma tộc, tuy thực lực bây giờ kém hắn, nhưng cũng kém không xa. Ở dưới hắn phá hư, phong ấn trên Kình Thiên Sơn mạch đã càng ngày càng yếu, cho nên cái này mới có vô số thanh niên ma tộc từ ma vực đến nam vực. Mạc lão ý tứ là, không chỉ ma vực, phong ấn các vực khác cũng bắt đầu yếu bớt, nói cách khác, cổ chiến trường xuất hiện không chỉ có người của ma tộc, còn có siêu cấp thiên tài của vực khác. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Trong mắt Mạc lão lóe lên tán thưởng, khẽ gật đầu. Thấy thế, trái tim Dương Diệp trầm xuống, bởi vì Thủy Hoàng vẫn chưa nói với hắn cổ chiến trường còn có cường giả vực khác xuất hiện, đối phương không nói, là vô ý, hay cố ý. Nếu như cố ý, như vậy có ý gì? Mạc lão đột nhiên nói. Kỳ thực ta không tán thành ngươi bây giờ liền đi cổ chiến trường. Bởi vì hôm nay người chỉ là tiên thiên cảnh, cảnh giới quá thấp. Ở nơi đó, người muốn vượt cấp khiêu chiến, cái này có chút không hiện thực. Phải biết rằng có thể xuất hiện ở cố chiến trường, đó đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tuy ngươi cũng coi như yêu nghiệt, nhưng vẫn là câu nói kia, cảnh giới của ngươi bây giờ quá thấp. Nói đến đây, Mạc lão đột nhiên xoay chuyển nói. Thế nhưng, chỗ đó đối với người mà nói, cũng là một cơ hội trở nên mạnh mẽ, cùng cường giả các vực giao thủ, đây đối với người hữu ích vô hại. Hơn nữa nơi đó còn có một vật, nếu như người muốn nhục thể của mình rèn luyện còn mạnh hơn huyền thú và ma tộc, như vậy nhất định phải lấy được vật kia. Vật gì? Dương Diệp hỏi. Mạc lão khẽ cười, sau đó mở tay phải ra, một đóa hỏa diễm nhất thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó nói. Giữa thiên địa có một ít kỳ vật này trải vô số năm tháng cùng thiên địa linh khí tẩy lễ, sẽ sản sinh ra linh, tỉ như u minh quỷ hỏa của ta, đừng xem kia chỉ là một đạo hỏa diễm, kỳ thực nó là có linh trí. Nói đến đây, Mạc lão bấm tay bắn ra, chỉ thấy u minh quỷ hỏa đột nhiên bám vào ẩn kiếm trong tay Dương Diệp. Nhìn ẩn kiếm bị u minh quỷ hỏa màu trắng bao trùm, Dương Diệp ngẩn ra, không biết Mạc lão có ý gì, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc lão. Mạc lão mỉm cười nói. Nay giờ ngươi vung một kiếm thử xem. Nghe vậy, Dương Diệp thoáng chần chờ, sau đó rút kiếm chém một cái. Thoáng chốc, một đạo kiếm khí từ mũi ẩn kiếm bắn ra, nhưng lần này bất đồng, bởi vì u minh quỷ hỏa bám trên kiếm khí. Nói cách khác, Dương Diệp thi triển đạo kiếm khí này là một đạo kiếm khí mang lửa. Cái này thật quỷ dị. Oanh! Chỉ thấy ngoài mười mấy trượng, một cây đại thụ bị kiếm khí của Dương Diệp oanh nổ ra. Nhưng một màn kế tiếp khiến Dương Diệp ngây dại, bởi vì đại thụ bị nổ tung dĩ nhiên quỷ dị hóa thành một mảnh hư vô, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua ở nơi đó. Kiếm khí của mình lúc nào cường đại như vậy, coi như là kiếm ý tứ trọng cũng làm không được. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhìn về phía Mạc lão nói. Là bởi vì u minh quỷ hỏa. Mạc lão gật đầu nói. U minh quỷ hỏa này không có bị ngươi hàng phục, uy lực chân chính còn xa xa không chỉ như vậy. Nếu như ngươi hàng phục được u minh quỷ hỏa, như vậy không chỉ có thể cả ngày lẫn đêm rèn luyện thân thể, đồng thời còn có thể cho ngươi sử dụng, tựa như lúc trước, không những bám lên kiếm khí, còn có thể bám lên kiếm của ngươi, cùng ngươi giao thủ, phẩm cấp huyền bảo của đối phương không đủ, còn không có tiếp cận kiếm của ngươi, chỉ sợ đã bị u minh quỷ hỏa thiêu đốt thành hư vô. Cổ họng của Dương Diệp co giật, sau đó nói. Ý của Mạc lão là, muốn đưa cho ta u minh quỷ hỏa này. Mạc lão gật đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, sau đó không hiểu nói. Vì sao? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hắn và Mạc lão không thân chẳng quen, tuy giống như thầy trò, lại không có danh, tại sao Mạc lão muốn tặng thiên địa kỳ vật này cho hắn? Dương Diệp hắn còn không có mị lực lớn như vậy. Mạc lão nhìn Dương Diệp, sau đó thấp giọng thở dài nói. Thực lực của ngươi hôm nay quá yếu. Mà thời giờ của ta tại còn dư lại không nhiều, cho nên người phải mau chóng để thăng thực lực của mình, không thì, người căn bản không cách nào hoàn thành những chuyện ta muốn ngươi làm. Thời gian còn dư lại không nhiều. Dương Diệp cau mày nói. Mạc lão, có ý tứ gì? Mạc lão lắc đầu nói. Cái này ngày sau ngươi sẽ biết, nói chung, ngươi phải mau chóng để thăng thực lực của mình, không chỉ vì mẹ ngươi, cũng vì chính ngươi. Bởi vì nam vực này rất nhanh sẽ loạn. Ngươi cũng đừng hỏi, đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nghe vậy, Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc lão không phải cố ý câu lòng hiếu kỳ của hắn sao? Lấy thực lực của Mạc lão trước mắt, ai có thể thương tổn được hắn?
Còn nữa, Nam vực sắp loạn, cái này lại có ý gì? Dương Diệp lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này nữa, hỏi. Mạc lão, ngươi nói cổ chiến trường kia có vật ta cần, là vật gì? Ta lại nên đi tìm như thế nào? Sau khi thấy được U Minh quỷ hỏa kinh khủng, Dương Diệp đối với linh vật mà Mạc lão nói càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này không vội. Mạc lão cười cười, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt thùng nước tắm, cổ tay khẽ động, U Minh quỷ hỏa bay vào trong thùng tắm, thoáng chốc, cả thùng nước sôi trào, cùng lúc đó, nhiệt độ trong sân nhất thời nóng lên, cho dù cách thùng nước mấy trượng, Dương Diệp cũng có thể rõ ràng cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng của nước trong thùng. Mạc lão xoay người nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vào đi thôi. Mặc dù nói loại sự tình này trước đây hắn không phải là chưa làm qua, thế nhưng Dương Diệp có thể cảm giác được, lúc này đây nhiệt độ trong thùng nước, căn bản không phải mấy lần trước có thể so sánh. Thân thể của ngươi đã đến trình độ nhất định, chỉ bằng vào những linh được người tìm được kia, căn bản không cách nào để thăng hữu hiệu, cũng chỉ có lợi dụng U Minh quỷ hỏa kích thích thân thể của ngươi, cùng sử dụng được vật phụ trợ, như vậy thân thể của ngươi mới có khả năng để thăng rõ rệt. Hơn nữa, muốn thu phục U Minh quỷ hỏa, người đầu tiên phải làm, chính là phải thừa nhận nhiệt độ của nó. Mạc lão nói, Dương Diệp cười khổ, thảo nào Nam vực hôm nay cơ bản không có thể tu gì, quá trình tu luyện của thể tu, trên đời này sợ rằng không có bao nhiêu người có thể chịu được. Hít sâu một hơi, Dương Diệp không do dự nữa, thả người nhảy vào thùng nước tắm. Chỉ cần có thể đề thăng thực lực, đau khổ lại coi là cái gì. Oanh! Mới vừa nhảy vào trong thùng nước, y phục trên người Dương Diệp đó biến thành tro tàn, cùng lúc đó, da thịt toàn thân Dương Diệp đỏ lên, phảng phất như bị đun sôi. Không chỉ như vậy, trên mặt Dương Diệp cùng bắt đầu xuất hiện gân xanh, từng cái gân xanh rậm rạp trên mặt trên cổ của hắn, nhìn cực kỳ kinh khủng. Đau, cực kỳ đau, đau tận xương cốt. Đây là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc chân chính cảm thụ được U Minh quỷ hỏa kinh khủng, Dương Diệp còn thiếu chút nữa kìm lòng không được từ trong thùng nước tắm nhảy ra. Bất quá may mắn, hắn nhịn được. Muốn trở thành cường giả, là cần phải trả giá thật lớn. Dần dần, da mặt Dương Diệp bắt đầu xuất hiện từng cái phao đỏ thắm, lớn chừng ngón cái, trải rộng toàn thân. Có thể nói, dáng dấp của Dương Diệp lúc này, cho dù là quỷ thấy chỉ sợ cũng bị hù dọa. Khi nhìn thấy cái phao này, Mạc lão khẽ gật đầu, sau đó ném những linh thảo mà Dương Diệp thu thập tới vào trong thùng nước, theo linh thảo tiến vào thùng nước tắm, nước trong thùng chậm rãi xuất hiện một ít tinh điểm màu xanh biếc. Ở dưới Mạc lão khống chế, tinh điểm màu xanh biếc vọt về phía Dương Diệp. Thời điểm tinh điểm lục sắc tiếp xúc da thịt của Dương Diệp, những cái phao trên người Dương Diệp bành một tiếng nổ tung ra. Đau, so với lúc trước còn đau hơn, Dương Diệp thiếu chút nữa kêu lên. Cũng may đúng lúc này, huyền khí kim sắc trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi lưu động, huyền khí kim sắc chậm rãi chảy qua kinh mạch toàn thân hắn, có huyền khí kim sắc không ngừng chữa trị, Dương Diệp cảm giác khá hơn một chút. Thời gian không ngừng trôi qua, 10 ngày sau, Dương Diệp đã hoàn toàn thích ứng nhiệt độ của U Minh quỷ hỏa, đương nhiên, đây là nhiệt độ Mạc lão khống chế, nếu như là nhiệt độ chân chính của U Minh quỷ hỏa, đừng nói lấy thân thể Dương Diệp, ngay cả thân thể của huyền thú tôn cấp chỉ sợ cũng hóa thành hư vô. Mạc lão đột nhiên vung tay phải, chỉ thấy hỏa diễm màu trắng trong thùng nước tắm hội tụ thành một hỏa miêu xuất hiện ở trên tay của hắn, nhìn hỏa miêu trong lòng bàn tay, trong mắt Mạc lão lóe lên vẻ phức tạp nói. U Minh quỷ hỏa này là ta ở quỷ vực ngẫu nhiên gặp phải, nguyên bản ta không có dự định thu phục, bởi vì mặc dù có linh, nhưng vẫn còn ở ấu kỳ, U Minh quỷ hỏa ấu kỳ, với ta mà nói, thật sự là có chút gân gà. Chỉ là cứ như vậy buông tha, lại thực quá đáng tiếc. Chỉ là ta không nghĩ tới, U Minh quỷ hỏa đi theo ta hơn 1000 năm, cũng như trước còn là ấu kỳ, hôm nay tiện nghi ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói. Mạc lão! U Minh quỷ hỏa này vẫn chỉ là ấu kỳ. Mạc lão gật đầu nói. Nếu như đã thành niên, ta cũng sẽ không tặng người. Đương nhiên, nếu như đã thành niên, bằng thực lực của ngươi, căn bản không cách nào thu phục nó. Được rồi, hôm nay người đã thích ứng nhiệt độ của nó, hiện tại há mồm, để nó tiến vào trong đan điền của ngươi. Tiến vào trong đan điền. Dương Diệp cả kinh nói. Mạc lão. Tuy hiện tại nhục thân ta đã có thể thích ứng nhiệt độ của nó, thế nhưng trong cơ thể vẫn tương đối yếu ớt, để nó tiến vào trong cơ thể ta, sợ rằng ta sẽ trong nháy mắt bị nó thiêu đốt thành hư vô a. Linh vật trong thiên địa,
bản thân liền ẩn chứa lực lượng kinh khủng, người bình thường chỉ tới gần, cũng nguy hiểm đến tánh mạng, mà muốn thu phục chúng nó, vậy càng nguy hiểm không gì sánh được. Tuy nguy hiểm, nhưng nếu như ngươi thành công thu phục chúng nó, vậy chúng nó trợ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ nguy hiểm, vậy thì quên đi. Mạc lão lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, sau đó nói. Mạc lão, đến đây đi. Dứt lời, Dương Diệp há miệng ra. Mạc lão khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra, hỏa miêu trong tay hắn bay vào trong cổ họng Dương Diệp. Thời điểm hỏa miêu tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, sắc mặt của Dương Diệp nhất thời đặc sắc lên. Có ai thử uống mỡ sôi chưa? Hiện tại Dương Diệp chính là loại cảm giác này. Bên ngoài thân thể thống khổ làm sao cũng kém xa trong cơ thể thống khổ, bởi vì hết thảy khí quan trong cơ thể đều cực kỳ yếu ớt, cho nên lúc này Dương Diệp đau đến biểu tình trên mặt bắt đầu vặn vẹo lên. Hỏa miêu tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, phảng phất như một hài tử ham chơi, ở đây chơi một chút, ở đó dùng một chút, phàm là địa phương nó đi qua, đều trở thành cháy đen, bất quá cũng may có huyền khí màu vàng đang không ngừng chữa trị, không thì Dương Diệp đã tắt thở. Rất nhanh, tiểu hỏa miêu đi tới vùng đan điền của Dương Diệp thở dài một hơi, đang chuẩn bị án theo phương pháp Mạc lão chỉ dạy tới khống chế tiểu hỏa miêu kia đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang chui vào vòng khí xoáy của hắn. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Hỏa miêu tiến vào vòng khí xoáy, lại giống như lúc trước mới vừa vào trong cơ thể Dương Diệp, biến thành một bảo bảo hiếu kỳ, bắt đầu phiêu đãng các nơi, đột nhiên nó như cảm giác được cái gì, vội vàng chạy khỏi vòng khí xoáy, nhưng ngay lúc này, tiểu hỏa miêu đột nhiên cũng ở chỗ đó, phảng phất như bị một cổ lực lượng vô hình vây khốn. Chậm rãi, tiểu hỏa miêu bắt đầu run rẩy, quang mang phai nhạt, phảng phất như tùy thời sẽ dập tắt, dần dần run rẩy càng lợi hại hơn, phảng phất như gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh khủng. Mà đúng lúc này, cổ lực lượng vô hình kia đột nhiên tiêu thất, chỉ là tuy như vậy, thế nhưng hỏa miêu vẫn không ly khai vòng khí xoáy. Sau khi lực lượng vô hình biến mất, nó ở trong vòng khí xoáy phiêu đãng một hồi, sau đó như cảm thấy đã an toàn, lại nhẹ nhàng đi về phía huyền khí trì, tựa hồ rất có hứng thú với tử điêu, ở xung quanh quang tráo của tử điêu không ngừng qua lại phiêu đãng, thời điểm muốn đụng tới quang tráo bao phủ tử điêu, cổ lực lượng vô hình kia lại xuất hiện lần nữa. Sau một lúc lâu, hỏa miêu đã cách xa tiểu tử kia, mà những huyền thú vương cấp ở trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp, lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu hỏa miêu, đối với gia hỏa mới tới này. Đám huyền thú vương cấp rất hiếu kỳ, lại mang theo một tia kiêng kỵ, bởi vì trực giác nói cho chúng nó biết, tiểu hỏa miêu này rất nguy hiểm. Nhìn hết thảy cử động của tiểu hỏa miêu kia ở trong vòng khí xoáy, Dương Diệp có chút buồn cười, hiện tại hắn tin tưởng tiểu hỏa miêu này là ấu kỳ. Không do dự nữa, Dương Diệp sử dụng phương pháp Mạc lão truyền thụ bắt đầu thu phục hỏa miêu. Tiểu hỏa miêu đương nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, vì phản kháng Dương Diệp. Nó không ngừng phiêu đãng ở trong vòng khí xoáy, sau cùng càng biến hóa nhanh chóng, biến thành một biển lửa. Chỉ là vừa biến thành biển lửa, cổ lực lượng vô hình kia lại xuất hiện lần nữa, lúc này đây, không chỉ tiểu hỏa miêu, những huyền thú vương cấp trong vòng khí xoáy đều cảm nhận được. Khi cảm giác được lực lượng vô hình kia, tất cả huyền thú vương cấp, cùng u minh quỷ hỏa biến thành biển lửa bắt đầu run rẩy. Nếu như không phải tiểu hỏa miêu này tự mình chạy đến vòng khí xoáy, nếu như không phải không có việc gì đi chọc tiểu tử kia, nếu như không làm càn ở trong vòng khí xoáy, nếu như không phải là vòng khí xoáy tức giận. Nói chung, nếu như không phải tiểu hỏa miêu này tự tìm đường chết, Dương Diệp muốn thu phục u minh quỷ hỏa kiệt ngạo bất tuân, sợ rằng còn phải ăn rất nhiều vị đắng, thậm chí ai thu phục ai cũng là vấn đề. Đó là một cổ lực lượng thần bí khiến linh hồn chúng nó run rẩy. Chúng thú đồng thời nhìn u minh quỷ hỏa chu lên. Như oán giận nó chọc giận cổ lực lượng thần bí kia. Tiểu hỏa miêu giống như hài tử biết mình phạm sai lầm, vội vã biến trở về tiểu hỏa miêu, Dương Diệp thấy thế, cũng nhanh chóng thu phục. Lúc này đây, tuy tiểu hỏa miêu vẫn rùng rằng, nhưng rõ ràng không có kịch liệt như lúc trước. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong thùng nước mở hai mắt ra, trên mặt kinh hỉ không chút nào che giấu. Thành công! Mạc lão nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu cười. Bấm tay bắn ra, một ngọn lửa bạch sắc xuất hiện ở đầu ngón tay, nhìn ngọn lửa bạch sắc kia, Dương Diệp thầm nghĩ may mắn. Nếu như không phải tiểu hỏa miêu này tự mình chạy đến vòng khí xoáy, nếu như không phải không có việc gì đi chọc tiểu tử kia, nếu như không làm càn ở trong vòng khí xoáy, nếu như không phải là vòng khí xoáy tức giận.
Nói chung, nếu như không phải tiểu hỏa miêu này tự tìm đường chết, Dương Diệp muốn thu phục U Minh quỷ hỏa kiệt ngạo bất tuân, sợ rằng còn phải ăn rất nhiều vị đắng, thậm chí ai thu phục ai cũng là vấn đề. Nhìn thấy tiểu hỏa miêu ở trên đầu ngón tay của Dương Diệp, trong mắt Mạc Giảo lóe lên kinh ngạc, U Minh quỷ hỏa kinh khủng, hắn là biết rất rõ ràng. Theo hắn suy nghĩ, lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, muốn thu phục U Minh quỷ hỏa, không có nửa tháng là căn bản không thể nào. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, Dương Diệp không dùng một canh giờ đã thu phục được U Minh quỷ hỏa. Mạc lão nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói. Hôm nay người đã thu phục U Minh quỷ hỏa, thời gian còn tại ta sẽ dạy ngươi làm sao vận dụng nó. Được rồi, ngày sau người thường ở đây đi, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ U Minh quỷ hỏa, phải biết U Minh quỷ hỏa này đối với linh giả cảnh, tôn giả cảnh là có lực hấp dẫn lớn lao, nhớ kỹ. Dương Diệp gật đầu, U Minh quỷ hỏa thuộc về thiên địa kỳ vật, cộng thêm năng lực kinh khủng, những cường giả kia không động tâm mới kỳ lạ. Hiện tại ngươi điều khiển U Minh quỷ hỏa thử xem. Mạc lão nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhếch miệng cười, hắn đã sớm muốn thử xem uy lực của U Minh quỷ hỏa. Lần đầu tiên là Mạc lão khống chế U Minh quỷ hỏa bám vào ẩn kiếm, mà bây giờ, là cần hắn khống chế, giữa hai người ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Bấm tay bắn ra, một luồng hỏa diễm bạch sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn tiểu hỏa miêu trước mắt chỉ lớn chừng ngón cái, sắc mặt của Dương Diệp ngưng trọng. Tiểu hỏa miêu này từ ngoại hình đến xem, giống như hỏa diễm bình thường, ngoại trừ màu sắc là trắng da, cái khác căn bản không có gì xuất chúng. Dương Diệp hít sâu một hơi, không có do dự, bấm tay bắn ra, một luồng kiếm khí xen lẫn kiếm ý từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thời điểm kiếm khí mới vừa xuất hiện, U Minh quỷ hỏa ở trước mặt Dương Diệp hóa thành hỏa quang bám vào trên kiếm khí. Kiếm ý tầng 4 cùng U Minh quỷ hỏa gia trì, kiếm khí đột nhiên kinh khủng lên, nơi đi qua. Phảng phất như ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt, xuất hiện một vết rách thật dài. Ở trong ánh mắt hưng phấn cùng chờ mong của Dương Diệp, kiếm khí cùng đại thụ ở xa xa va chạm. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, đại thụ nổ bể ra, sau đó thiêu đốt, chỉ chớp mắt đại thụ hóa thành tro tàn, rơi ở trên mặt đất, nhưng kiếm khí màu vàng kia chưa tiêu thất, đồng thời còn lấy tốc độ giống như trước bắn nhanh đi. Oanh! Giữa sân vang lên mấy tiếng nổ vang. Nhưng khiến Dương Diệp khiếp sợ là, sau khi kiếm khí liên tục phá hủy mười mấy cây đại thụ vẫn không có tiêu thất, phải biết rằng bây giờ hắn cách kiếm khí đã đạt tới hơn trăm trượng. Ở trước đây, kiếm khí kim sắc của hắn bởi vì huyền khí, có thể sau khi ly thể bảo trì thời gian nhất định, cộ thêm kiếm ý gia trì, kiếm khí có thể cách hắn chừng 40 trượng, đây đã là cực hạn của hắn. Mà bây giờ, kiếm khí đã đến hơn 100 trượng còn không tiêu tán, hơn cữa còn ở dưới tình huống công kích mười mấy cây đại thụ. U Minh quỷ hỏa này kinh khủng như vậy. Cách hơn trăm trượng là một vách núi, kiếm khí trực tiếp bắn vào trong vách núi, yên lặng một cái chớp mắt, sau đó oanh vang thật lớn, vách núi nổ ra. Mấy hơi thở sau, trên vách núi xuất hiện một cái lỗ lớn dài rộng 5 trượng, đen nhánh sâu không thấy đáy. Mạc lão khẽ cười nói. Lời này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nghĩ như bây giờ. Được rồi, trước không nói cái này, bây giờ thân thể của ngươi đã đến trình độ nhất định, muốn có chất đề thăng, nhất định phải đi tìm thiên địa linh vật kia. Ở cổ chiến trường, có một địa phương tên Hàn Phong Động, ở trong Hàn Phong Động có một linh vật, tên là Cửu U Hàn Phong, đương nhiên, tiền đề là Cửu U Hàn Phong kia không có bị cường giả phát hiện. Cửu U Hàn Phong, nhìn lỗ lớn đen nhánh kia, cổ họng của Dương Diệp co giật. U Minh quỷ hỏa cộng thêm kiếm ý, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Chỉ một kích này, miểu sát một ít cường giả vương giả cảnh cũng dư giả a. Đúng lúc này, ở trong vách núi bay ra một đạo hỏa quang lóe lên đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn ngọn lửa trước mắt, Dương Diệp hít sâu một hơi, U Minh quỷ hỏa không hổ là kỳ vật trong thiên địa, uy lực này thật là quá kinh khủng. Thu U Minh quỷ hỏa vào trong vòng khí xoáy, Dương Diệp nhìn Mạc lão thi lễ một cái nói. Mạc lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có địa phương cần ta, xin Mạc lão cứ việc phân phó, chỉ cần Dương Diệp ta đủ khả năng, nhất định sẽ không cự tuyệt. Tuy không biết lão nhân thần bí trước mắt muốn hắn làm cái gì, nhưng bất kể là cái gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc làm người của hắn, thì hắn nhất định sẽ làm được. Có thể nói, không có lão nhân trước mắt, sẽ không có Dương Diệp hắn hiện tại. Vẫn là câu nói kia,
Tuy hắn cùng lão nhân trước mắt không có danh phận thầy trò, nhưng lại hơn thầy trò, hoặc nói, ở trong lòng hắn sớm đã coi lão nhân trước mắt này là sư phụ. Mạc lão khẽ cười nói, lời này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nghĩ như bây giờ. Được rồi, trước không nói cái này, bây giờ thân thể của ngươi đã đến trình độ nhất định, muốn có chất đề thăng, nhất định phải đi tìm thiên địa linh vật kia. Ở cổ chiến trường, có một địa phương tên Hàn Phong Động, ở trong Hàn Phong Động có một linh vật, tên là Cửu U Hàn Phong, đương nhiên, tiền đề là Cửu U Hàn Phong kia không có bị cường giả phát hiện. Cửu U Hàn Phong. Dương Diệp không giải thích được hỏi. Mạc lão, đó là vật gì? Cửu U Hàn Phong, Vô Tích có thể tìm ra, sống ở chốn Cửu U, trải qua mấy nghìn năm mới có khả năng thành linh. Năm đó ta ở trong Hàn Phong Động, nó còn chưa hình thành linh trí, vẫn còn ở trạng thái hỗn độn, cho nên ta không thu, hôm nay 1000 năm đã qua, ta nghĩ nó đã tạo thành linh trí. Ngươi có thể đi thử thời vận. Mạc lão nói. Dương Diệp gật đầu. Sau khi thấy được U Minh Quỷ Hỏa cường đại, đối với Mạc lão nói Cửu U Hàn Phong, hắn rất có hứng thú. Cửu U Hàn Phong cùng U Minh Quỷ Hỏa đều là thiên địa kinh vật, uy lực khẳng định không cần phải nói. Nếu như sau này hắn cùng người đối địch, hai loại kỳ vật đột nhiên bộc phát ra, tuyệt đối và sẽ cho đối thủ một cái ngạc nhiên thật to. Nhìn thấy thần sắc của Dương Diệp, Mạc lão biết hắn đang nghĩ gì, tập tức lắc đầu nói. Ngươi không phải cho rằng Cửu U Hàn Phong kia đã là vật trong túi ngươi chứ? Nghe vậy, Dương Diệp lúng túng gãi đầu một cái nói. Mạc lão, lẽ nào Cửu U Hàn Phong còn kinh khủng hơn U Minh Quỷ Hỏa? Cũng không phải. Mạc lão nói. Chỉ là ngươi phải hiểu được một chút, U Minh Quỷ Hỏa đã bị ta thuần hóa, sau đó chuyển giao cho ngươi. Mà Cửu U Hàn Phong, là cần chính người đi Cửu U thu hoạch. Giữa hai cái này khác biệt. Là cực kỳ to lớn. Phải biết rằng, U Minh Quỷ Hỏa là ở trong vô tận hỏa hải của quỷ vực, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói đi vô tận hỏa hải thu phục, ngay cả tới gần vô tận hỏa hải sợ rằng cũng làm không được. Mà Cửu U Hàn Phong sinh trưởng ở chốn Cửu U, có âm phong cùng gió lạnh vô tận, so sánh với vô tận hỏa hải, chỉ hơn chứ không kém. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói. Mạc lão, vậy người bảo ta đi tìm Cửu U Hàn Phong. Không phải để ta đi chịu chết sao? Mạc lão nói. Nếu như ở trước hôm nay, người đi tìm Cửu U Hàn Phong, đích thật là chịu chết. Thế nhưng hiện tại, lấy thân thể của ngươi, cộng thêm người lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4, ngươi bây giờ, đối kháng âm phong cùng gió lạnh vô tận kia, chưa chắc không có cơ hội. Đặc biệt là thân thể của ngươi bây giờ, có thể chống lại Cửu U Hàn Phong, chỉ là sẽ chịu một ít khổ sở mà thôi. Dương Diệp thở dài một hơi. Chỉ cần có cơ hội, vậy là tốt rồi. Sợ là sợ căn bản một chút cơ hội cũng không có. Về phần chịu chút đau khổ, hắn ăn thống khổ còn chưa đủ nhiều sao. Còn nữa, sau khi đi cổ chiến trường, phải tránh không nên khinh địch. Ngươi ở trong thế hệ trẻ tuổi Nam Vực, đích thật là đã không có địch thủ, thế nhưng ở cổ chiến trường, người ở đó đều là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa so sánh với Nam Vực, vực khác bất kể là huyền kỹ hay công pháp truyền thừa. Đều tốt hơn Nam Vực rất nhiều. Mạc lão nói. Dương Diệp gật đầu nói. Mạc lão yên tâm, ta chưa bao giờ khinh thị đối thủ của mình. Bất quá nghe Mạc lão nói, hiện tại ta cũng muốn kiến thức yêu nghiệt của vực khác. Mạc lão khẽ cười nói. Ngươi hẳn không biết, ở trong tất cả các vực, thực lực chỉnh thể của Nam Vực có thể nói yếu nhất. Ngoại trừ vạn năm trước kiếm tông tổ sư ở cổ chiến trường một người một kiếm đánh bại thiên tài các vực ra. Vạn năm qua, Nam Vực đã không có người có thể làm được. Phải biết rằng, năm đó hắn là ép thanh niên yêu nghiệt các vực khác cúi đầu xưng thần. Mạc lão, ngươi và kiếm tông tổ sư ai mạnh ai yếu? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mạc lão chậm rãi thu liếm, một lát sau hắn lắc đầu, cười nói. Ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên lấy ta so sánh với hắn. Nói đến đây, Mạc lão đột nhiên hít một hơi. Sau đó mới nói. Ở Nam Vực này, sợ rằng không người có thể so sánh với hắn, ta cũng không được. Phải biết rằng, hắn bằng vào tam xích thanh phong trong tay, dám ở thông thiên chi lộ mà vô số cường giả kiêng kỵ sợ hãi tới lui lui đánh một lần. Thông thiên chi lộ. Dương Diệp cau mày nói. Mạc lão, đó là cái gì? Mạc lão lắc đầu nói. Nếu như ngươi không chết non, ngày sau có lẽ có cơ hội kiến thức con đường này. Được rồi,
mấy ngày nữa chính là thời điểm đi cổ chiến trường, ngươi đi đi. Chú ý cẩn thận. Dứt lời, Mạc lão không nói nữa, vung tay phải lên, một vòng sáng truyền tống xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó xoay người chậm rãi đi vào trong nhà. Nhìn cửa phòng đóng kín, Dương Diệp cười khổ, Mạc lão thực sự rất thần bí, tựu như vòng khí xoáy trong cơ thể hắn. Lấy thực lực của Mạc lão, hẳn là sớm đã danh chấn toàn bộ Nam vực mới phải, nhưng chẳng biết tại sao, Nam vực này chưa bao giờ có tên tuổi của Mạc lão. Hơn nữa vì sao Mạc lão lại ẩn cư ở dưới đáy đoạn hồn nguyên? Lắc đầu, Dương Diệp không đi nghĩ những thứ này nữa, hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất là mau chóng để thăng thực lực của mình, sau đó tìm kiếm biện pháp cứu mẫu thân. Về phần chuyện khác, hắn thực sự không cần lãng phí thời gian và tinh lực đi quan tâm, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhìn nhà tranh cung kính thi lễ một cái, Dương Diệp cũng không dừng lại, bước vào trong vòng sáng. Sau khi Dương Diệp vừa biến mất, cửa nhà tranh cũng chậm rãi mở ra, Mạc lão từ bên trong đi ra, hai mắt nhìn về phía Đại Tần Đế Quốc, có gợn sóng nhẹ nhẹ, tựa như suy nghĩ cái gì, một lát sau mới yếu ớt thở dài nói. Quả nhiên là quẻ không thể tính hết, thế sự quả thật là vô thường. Sau khi trở lại Đại Tần Đế Quốc, Dương Diệp lấy được tư liệu về cổ chiến trường mà Tần Tịch Nguyệt đưa tới, chỉ là trong tài liệu này cũng không đề cập bất cứ tin tức gì về vực khác. Nhìn những tài liệu này, Dương Diệp trầm mặc, vì sao Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn phải giấu giếm tin tức vực khác? Mà đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, một thân ảnh mạn diệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cắt đứt hắn trầm tư. Ha ha, tiểu Diệp tử, nghĩ chuyện gì chăm chú như thế, chẳng lẽ nghĩ tới ta? Chỉ hơn tháng không gặp mà thôi, không cần phải nhớ như vậy. Một thanh âm quyến rũ đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp, làm cho Dương Diệp nhất thời có chút tâm viên ý mãn. Một tháng không gặp, Ấn Huyền Nhi vẫn quyến rũ mê người như vậy, đặc biệt ở dưới tình huống nàng cố ý thả ra mỹ ý, cộng thêm dung nhan tuyệt thế cùng dáng người lửa nóng, Dương Diệp cũng không nhịn được có chút hô hấp dồn dập. Hít sâu một hơi, tâm niệm xoay chuyển, thả ra kiếm ý, đầu của Dương Diệp thanh tỉnh một ít, nhìn vưu vật trước mắt, lạnh nhạt. Nói, Ân cô nương thật biết chọn thời gian xuất hiện. Trước đây hắn không rõ vì sao cô gái trước mắt này ở thời điểm hắn tham gia Thanh Vân Bảng rời đi, hiện tại hắn có chút hiểu, nếu như hắn không đoán sai, cô gái trước mắt này đã sớm dự liệu hắn sẽ có nguy cơ sinh tử. Bị Dương Diệp châm chọc, Ân Huyền Nhi cũng không giận, quyến rũ cười nói. Ngươi là trách oan ta rời đi, cũng không phải như người nghĩ, ta rời đi, là vì tốt cho ngươi. Phải không? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Ân Huyền Nhi cười nói. Đây là đương nhiên, ngươi phải biết, nếu để cho mọi người phát hiện ngươi đi cùng với ta, cho dù thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt, tiềm lực lại kinh khủng, vậy ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Tần Thủy Hoàng kia đừng nói sẽ đảm bảo ngươi, sợ rằng người đầu tiên xuất thủ giết ngươi chính là hắn. Cho nên quan hệ giữa chúng ta trăm triệu lần không thể để người phát hiện, không thì Nam vực này sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc. Bởi vì nữ nhân trước mắt này nói đích xác có đạo lý, chỉ là hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cô gái trước mắt này sẽ tốt bụng vì hắn suy nghĩ như vậy. Đối với cô gái trước mắt này, hắn không chỉ không có hảo cảm, còn một mực ôm đề phòng mãnh liệt. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cô gái trước mắt này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Lần này có phải sẽ đi cổ chiến trường hay không? Ân Huyền Nhi đột nhiên hỏi. Dương Diệp có chút kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Nghe Dương Diệp nói, Ân Huyền Nhi thu liễm nụ cười quyến rũ trên mặt, cười lạnh một tiếng nói. Thủy Hoàng quả nhiên là không yên lòng a. Dương Diệp nhướng mày nói. Có ý tứ. Ngươi có biết cổ chiến trường là chỗ như thế nào không? Ân Huyền Nhi hỏi. Dương Diệp trần chờ, sau đó gật đầu nói. Không phải là địa phương thiên tài các vực tề tụ sao? Nghe vậy, trong mắt Ân Huyền Nhi lóe lên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này cũng biết, đây không phải là Thủy Hoàng kia nói cho ngươi biết chứ? Dương Diệp gật đầu, sau đó lại nói. Làm sao ngươi biết không phải Thủy Hoàng nói cho ta biết? Việc này có chút không đúng, Dương Diệp cực kỳ cảnh giác. Ân Huyền Nhi hít một hơi, sau đó nói. Ngươi biết cổ chiến trường này là địa phương thanh niên các vực tề tụ, nhưng ngươi có biết vì sao bọn hắn tới Nam vực chúng ta không? Chuẩn xác mà nói ngươi biết mục đích bọn họ tới Nam vực sao?
Dương Diệp lắc đầu, cái này Mạc lão không có nói cho hắn. Ở trên huyền giả đại lục, có một thứ hư vô mờ mịt, thứ này tên là số mệnh, thứ này nhìn không thấy, sờ không được, cũng không cảm giác được, nhưng tại chân thật tồn tại. Ân Huyên Nhi nói, ở cổ chiến trường, có một địa phương tên là Tiềm Long Tháp, bởi vì người lên tháp không chỗ nào mà không phải siêu cấp yêu nghiệt trong các vực, cho nên Tiềm Long Tháp lại xưng yêu nghiệt tháp này chính là mục đích của thanh niên các vực. Dương Diệp nhìn Ân Huyên Nhi, ý bảo nàng nói tiếp. Sở dĩ yêu nghiệt vực khác tới cổ chiến trường leo yêu nghiệt tháp, là bởi vì ở dưới Tiềm Long Tháp, có một long mạch cực phẩm. Ở Tiềm Long Đài tu luyện một ngày, có thể so với bình thường tu luyện một năm. Đặc biệt là chỗ cao nhất của Tiềm Long Tháp, cũng chính là tầng thứ 5, ở nơi đó tu luyện một ngày, có thể bằng bình thường tu luyện 5 năm. Đương nhiên, trọng yếu hơn là long mạch này có thể để cho người lên đài cùng tông môn thế lực người lên đài đại biểu tăng nhiều khí vận. Ân Huyên Nhi nói, ngươi là nói, Thủy Hoàng muốn ta đại biểu Đại Tần đi Tiềm Long Đài, để Đại Tần đế quốc gia tăng số mệnh. Dương Diệp trầm giọng nói, chỉ là vì sao hắn không nói rõ. Ân Huyên Nhi trừng Dương Diệp nói, nếu như hắn nói cho ngươi biết cổ chiến trường Tiềm Long Đài kinh khủng, chỉ sợ ngươi sẽ không đi. Ngươi đừng cho rằng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4, lại kiếm tâm thông minh đã rất mạnh. Không phải đả kích ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đi Tiềm Long Đài kia, sợ rằng ngay cả tầng 3 cũng không thể đi lên. Dương Diệp lắc đầu, không để ý Ân Huyên Nhi đả kích nói. Ngươi nói số mệnh kia lại là vật gì? Nói đến số mệnh, Ân Huyên Nhi chính xác lên. Đây là một vật hư vô mờ mịt, nhưng không thể phủ nhận, nó đích xác xác tồn tại. Ngươi có biết vì sao thương triều ta bị diệt không? Lại biết vì sao kiếm tông xuống dốc như vậy, nhưng vẫn còn tồn tại không? Dương Diệp lắc đầu hỏi. Là vì khí vận. Đối với loại vật này, hắn không tin. Một người không nỗ lực, chỉ bằng vào cái gọi là số mệnh hư vô mờ mịt kia, lẽ nào cũng có thể trở thành cường giả. Ân Huyên Nhi thở dài một hơi nói. Ngươi đừng không tin, khí vận xác thật tồn tại. Không thì cũng sẽ không chọc những siêu cấp cường giả vực khác trả giá to lớn, đả thông giới vực, làm cho đệ tử của bọn họ đi tới Nam vực, sau đó đi tranh đoạt số mệnh. Còn nữa, kiếm tông có thể tồn tại vạn năm, đến bây giờ tuy xuống dốc, nhưng còn không có bị diệt, đây cũng là bởi vì số mệnh. Phải biết rằng, năm đó kiếm tông tổ sư một người một kiếm ở trên Tiềm Long Tháp, là quét ngang siêu cấp yêu nghiệt của các vực khác, cho dù là thủ lĩnh thế hệ trẻ của các vực, cũng bị kiếm tông tổ sư đánh tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, xem ra kiếm tông tổ sư quả nhiên là một đời cường giả tuyệt thế. Cho dù là vạn năm sau những người khác nhắc tới hắn, đối với hắn vẫn mang theo tôn kính nồng nặc. Chỉ là hắn sẽ không nghĩ tới, vạn năm sau kiếm tông cũng xuống dốc trở thành lót đáy của 6 thế lực lớn. Người thực sự không nên đáp ứng đi cổ chiến trường. Ân Huyên Nhi hít một hơi nói. Chỗ đó, cảnh giới thấp nhất cũng là vương giả cảnh, người hôm nay mới tiên thiên thất phẩm. Ở trên cảnh giới ngươi đã thua một mảng lớn. Phải biết rằng, vương giả chảnh cùng tiên thiên cảnh chênh lệch, tuy không phải khác nhau trời vực, nhưng cực kỳ to lớn. Đặc biệt những vương giả cảnh yêu nghiệt kia. Thật đúng là tất CDA mọi người đều không coi trọng mình a. Dương Diệp cười cười, sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi nói khí vận này rất trọng yếu đối với những tông môn thế lực khác. Cực kỳ trọng yếu. Ân Huyên Nhi gật đầu nói. Ngươi hẳn nghe nói qua. Mục đích 6 thế lực lớn cùng Đại Tần đế quốc lập Thanh Vân Bảng, kỳ thực chính là vì cổ chiến trường Tiềm Long Tháp. Bọn họ muốn từ trong đó chọn lựa ra huyền giả có tiềm lực cùng thực lực, sau đó để cho bọn họ đi cổ chiến trường, đại biểu bọn họ đi tranh đoạt khí vận. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Diệp cau mày nói. Ngươi nói ta đi nơi đó là đi chịu chết, vậy những người ngay cả ta cũng đánh không lại đi, chỉ sợ ngay cả tư cách chịu chết cũng không có à? Nếu như vậy, vì sao người 6 thế lực lớn còn muốn đưa bọn họ đi? Dương Diệp nói. Ngươi sẽ không cho rằng những người tham gia Thanh Vân Bảng chính là đệ tử kiệt xuất nhất của các thế lực và Đại Tần đế quốc chứ? Ân Huyên Nhi hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Diệp cau mày nói. Ngươi đừng nói với ta trong nguyên môn còn có người càng yêu nghiệt hơn Nguyên Đồng nha. Đây cũng không phải. Ân Huyên Nhi lắc đầu nói. Thiên phú của Nguyên Đồng. Ở Nam vực quả thực được cho siêu cấp yêu nghiệt. Lấy thực lực của hắn, hắn không nên tới tham gia Thanh Vân Bảng, chỉ là vì chứng minh tên tuổi Vũ Thần, thu được vị kia ở Vũ Thần Sơn tán thành, cho nên hắn mới tới tham gia Thanh Vân Bảng.
chỉ là hắn không nghĩ tới, không, phải nói Nguyên Môn cùng tất cả mọi người không nghĩ tới, ở trên Thanh Vân bảng nho nhỏ, cư nhiên gặp phải một vị chuẩn kiếm hoàng, còn không giải thích được kích hoạt đạo khí. Ai, lần này có thể nói Nguyên Môn thua thiệt lớn. Dương Diệp lắc đầu, không đi thảo luận cái này. Ân cô nương, lần này ta cần đi cổ chiến trường, ngươi không đi theo. Ân Huyền Nhi lắc đầu nói. Lần này tới tìm ngươi, là vì Hoàng Kim Giáp Sĩ, ân, nói cách khác, chúng ta phải phân biệt. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã vung tay lên, 12 bộ Hoàng Kim Giáp Sĩ xuất hiện ở trước mặt Ân Huyền Nhi, sau đó nói. Ân cô nương, tuy giữa chúng ta chung đụng không tính vui vẻ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bình an. Yêu nữ này rốt cục cũng đi, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhìn cử động của Dương Diệp, Ân Huyền Nhi u oán kiếc mắt nói. Ngươi hận không thể để ta rời đi như vậy sao? Nói như thế nào, hôm nay chúng ta cũng coi như bằng hữu à? Dương Diệp không thể không cười rồi, không nói gì thêm. Hắn thật không có xem nữ nhân trước mắt này là bằng hữu, đùa giỡn, tâm cơ của nữ nhân này còn sâu hơn Tần Tịch Nguyệt, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu đối với hắn đã không có hảo ý, xem nàng là bằng hữu. Dương Diệp hắn cũng không phải não tàn. Thấy biểu tình của Dương Diệp, Ân Huyền Nhi hít một hơi, sau đó nói. Như lời ngươi nói, tuy giữa chúng ta chung đụng không quá vui vẻ, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể từ cổ chiến trường sống trở về. Nói đến đây, Ân Huyền Nhi dừng một chút, sau đó lại nói. Còn nữa, sau khi trở về, nếu có cơ hội, ngươi đi trung vực đi, lấy tiềm lực của ngươi, ở nơi đó chắc chắn có siêu cấp tông môn thu ngươi. Chỉ cần được siêu cấp tông môn ở trung vực nhìn chúng, ngày sau ngươi chắc chắn một bước lên trời. Cái này nam vực sắp xảy ra chuyện gì hay không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Ân Huyền Nhi khẽ nhếch môi, sau cùng lắc đầu cười nói. Ngươi chớ xía vào những sự tình này, mặc kệ thế nào, lần này nghe ta khuyến cáo. Hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể có thời điểm gặp nhau. Dứt lời, Ân Huyền Nhi vung tay lên, hóa thành một đạo bạch quang. Mang theo Hoàng Kim Giáp Sĩ tiêu thất ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn Ân Huyền Nhi rời đi, Dương Diệp chau mày. Nam vực đến tột cùng sắp xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ 6 thế lực lớn muốn phát sinh xung đột, nhưng không giống, dù sao hiện tại mọi người đều bình an vô sự, cũng không có xung đột lợi ích gì lớn đến đại chiến, điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng nếu không phải 6 thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc phát sinh đại chiến, như vậy Nam vực làm sao lại loạn? Ai có bản lãnh cao như vậy? Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này nữa, sự tình này không đến phiên hắn quan tâm, với hắn mà nói, loạn thì loạn, tốt nhất càng loạn càng tốt, dù sao hắn cũng cực kỳ khó chịu với 6 thế lực lớn. 4 ngày sau, thiên tài bài danh trước 30 trên Thanh Vân bảng đều đột nhiên tiêu thất khỏi đế đô của Đại Tần Đế Quốc, bọn họ đi, đương nhiên là cổ chiến trường. Không chỉ huyền giả trên Thanh Vân bảng, còn có đệ tử thiên tài của 6 thế lực lớn cùng bộ đội tinh nhuệ của Đại Tần Đế Quốc bí mật theo tới cổ chiến trường. Nếu như nói tranh đoạt Thanh Vân bảng quan hệ tới các đại tông môn hưng suy nhất thời, như vậy tranh đoạt số mệnh ở cổ chiến trường là quan hệ tương lai một tông môn hưng vong vô số năm. Cho nên lúc này đây Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn, không, phải nói toàn bộ Nam vực tinh nhuệ ra hết, không có một ai ẩn giấu. Đặc biệt là thế lực tông môn. Lúc này đây bọn họ phải ra đã không phải đệ tử nội môn, mà là đệ tử chân truyền tu vi vương giả cảnh. Ở ngoài đế đô, trong một thâm sơn, có một truyền tổng đài to lớn, lúc này dưới truyền tống đài đứng vô số thanh niên, trong những thanh niên này, có tán tu, cũng có con em thế gia, có đệ tử tông môn. Lúc này khuôn mặt bọn họ đều hưng phấn cùng kích động, bởi vì lần này, Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn không chỉ cho bọn hắn vô số tài nguyên tu luyện, còn bảo chứng. Chỉ cần có thể leo tầng thứ 2 trở lên của Tiềm Long Tháp, sẽ thu bọn họ làm đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền, cái này làm cho không người nào có thể không động tâm, đặc biệt là đối với những tán tu kia. Tuy huyền giả đứng ở chỗ này, lấy tiềm lực cùng thực lực của bọn họ, muốn gia nhập 6 thế lực lớn căn bản không vấn đề gì. Thế nhưng muốn trở thành đệ tử chân truyền của 6 thế lực lớn, vậy thì có chút không thực tế. Mà đệ tử chân truyền cùng đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đãi ngộ là khác nhau trời vực. Cho nên vô số huyền giả ở đây, đặc biệt là những huyền giả tán tu kia, miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn cùng kích động. Về phần Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn nói cổ chiến trường hăng hiểm, thì bị bọn họ bỏ qua.
ở trước mặt lợi ích to lớn, rất nhiều người thường thường sẽ không tính hung hiểm trong đó. Về phần đệ tử tông môn, biết được đi cổ chiến trường sẽ hội ngộ thiên tài yêu nghiệt của vực khác, những đệ tử tông môn này không có sợ hãi, ngược lại càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động. Thiên tài phần lớn đều có chút giống nhau, đó chính là ngạo xê khí. Bọn họ sẽ không cho rằng mình kém người khác. Trên truyền tống đài, Lý Tư nhìn mọi người dưới đài, trong lòng khẽ lắc đầu một cái, lần đi cổ chiến trường này, những người kia có mấy cái có thể còn sống trở về. Chư vị, lần đi cổ chiến trường này, hy vọng các ngươi có thể ở Tiềm Long Tháp đạt được thành tích tốt, Tiềm Long Tháp kia cực kỳ hung hiểm, ta đã báo cho các ngươi biết, nếu các ngươi đổi ý không đi, hiện tại có thể đứng ra. Mà một khi đi, như vậy sẽ không có cơ hội đổi ý nữa. Lý Tư nói, nghe vậy, mọi người phía dưới đều lắc đầu, đùa giỡn, ở trên Tiềm Long Tháp tu luyện một ngày có thể bằng một năm, có 6 thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc hứa hẹn, cơ hội tốt như vậy, chỉ kẻ ngu si mới buông tha. Thấy mọi người không có dị nghị, Lý Tư gật đầu, sau đó nói. Nếu tất cả mọi người không dị nghị, vậy thì mời tiến vào truyền tống trận đi. Nhưng mọi người ở đây không có người nào động. Vô số huyền giả đưa mắt nhìn về phía mấy người đứng ở trước nhất, những người này là đệ tử chân truyền của Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn. Trong này phần lớn đều rất lạ mặt, nhưng có một chút quen mặt, tỷ như Nguyên Đồng, Văn Nhân Nguyệt, Kiếm Tông Mộ Dung Yêu. Thời điểm mọi người trầm mặc, một đệ tử chân truyền của Nguyên Môn đứng dậy, xoay người liếc nhìn mọi người, sau đó nói. Dĩ vãng, Thanh Vân bảng đệ nhất đều là Nguyên Môn ta. Hôm nay giới này bị một đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông đoạt đi, nguyên tu ta rất muốn kiến thức thiếu niên Dương Diệp kia một chút, không biết vị nào là Dương Diệp, đi ra gặp mặt được không? Nghe nguyên tu nói, Nguyên Đồng ở bên cạnh hắn sắc mặt có chút khó coi, bất quá không có phát tác. Mất đi tư cách trở thành Vũ Thần, liền ý nghĩa hắn không cách nào đạt được Vũ Thần Sơn truyền thừa, không có Vũ Thần Sơn truyền thừa, hắn ở trước mặt các đệ tử chân truyền uy tín lâu năm, đã không có bất luận tư cách gì kiêu ngạo. Một lát sau, không thấy Dương Diệp đứng ra, Nguyên Tu cười lạnh nói. Thế nào, Thanh Vân bảng đệ nhất, chuẩn kiếm hoàng, ngay cả dũng khí ra gặp mặt cũng không có sao. Nhưng Dương Diệp vẫn không có đứng ra. Sắc mặt của Nguyên Tu trầm xuống, nhìn về phía một đệ tử chân truyền của Kiếm Tông, sau đó nói. Kiếm Vô Cực, đây là đệ tử Kiếm Tông của ngươi. Ngay cả dũng khí ra gặp mặt cũng không có. Thanh niên tên Kiếm Vô Cực kia khẽ cười nói. Nguyên Tu, ngươi nói vậy sai rồi. Mặc dù Dương Diệp đại biểu Kiếm Tông ta tham gia Thanh Vân bảng, nhưng hắn không phải đệ tử Kiếm Tông ta. Ân oán giữa hắn và Bách Hoa Cung, nguyên môn ngươi không quan hệ tới Kiếm Tông ta, mặc dù ngươi đi tìm hắn, Kiếm Tông ta cũng sẽ không nhúng tay. Nguyên Tu cười lạnh nói. Tốt nhất như vậy, không thì đừng trách ta không niệm tình cùng vực. Kiếm Vô Cực cười cười, không có nói chuyện. Mà lúc này... Một nữ tử váy lam của Bách Hoa Cung đột nhiên đứng ra, liếc mắt nhìn Kiếm Vô Cực, sau đó nhìn về phía Nguyên Tu nói. Nguyên Tu, Dương Diệp này là nhi tử của kẻ phản bội Bách Hoa Cung ta, mạng của hắn, nên do Bách Hoa Cung ta tới tấy, ngươi nói phải không? Nha! Nguyên Tu cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Diễm Vũ, Dương Diệp này lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4, hơn nữa hắn còn có một thú vương thần bí. Ngươi đi lấy tính mệnh của hắn, đến lúc đó đừng bị hắn phản giết, vậy mặt mũi của Bách Hoa Cung ngươi sẽ mất sạch. Khóe miệng Diễm Vũ châm chọc nói. Bị hắn phản giết, kiếm tâm thông minh thì như thế nào, lĩnh ngộ kiếm ý thì như thế nào. Hắn bất quá chỉ là một tiên thiên cảnh mà thôi, vượt cấp khiêu chiến với ta. Hắn đủ tư cách sao, ta cũng không phải đệ tử nguyên môn của ngươi. Nói xong, Diễm Vũ liếc mắt nhìn Nguyên Đồng một cái. Sắc mặt của Nguyên Đồng âm trầm, lại không nói gì. Đối phương nói không sai, người thất bại là không có quyền phát biểu. Nguyên Tu nhìn thoáng qua Nguyên Đồng ở bên cạnh, sau đó phản kích nói. Mặc dù Nguyên Môn ta bại, nhưng hết lực mới bại, mà Bách Hoa Cung người bất chiến liền hàng, nói mất mặt, chỉ sợ là Bách Hoa Cung người mới đúng nha. Thời điểm Diễm Vũ tức giận muốn phản bác, một nữ tử của Băng Tuyết Cung đột nhiên đi ra, nữ tử nhàn nhạt nhìn Nguyên Tu cùng Diễm Vũ. Sau đó nói, nghe ngữ điệu của các ngươi, phảng phất như Dương Diệp kia là con kiến các ngươi muốn bóp liền bóp, nếu như hắn đạt tới vương giả cảnh, chỉ bằng vào kiểm tâm thông minh, cũng đủ để đứng ở thế bất bại, các ngươi làm sao giết hắn. Thật buồn cười. Dứt lời,
nữ tử váy trắng không nói nữa, mang theo một đám đệ tử băng tuyết cũng nhảy lên truyền tống đài, sau đó tiêu thất. Sắc mặt của Nguyên Tu cùng Diễm Vũ có chút khó coi, bọn họ muốn phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác, bởi vì nữ tử của băng tuyết cũng nói rất đúng, kiếm tâm thông minh giả, ngoại trừ vũ thần trong truyền thuyết có thể áp chế, cơ bản đã là tồn tại cùng cấp vô địch. Mà ở Nam Vực, Nguyên Đồng có khả năng trở thành vũ thần nhất đã thua ở trong tay hắn, nếu như hắn tiến vào vương giả cảnh, như vậy trong vương giả cảnh ai còn có thể là đối thủ của hắn? Phải ở trước khi Dương Diệp tiến vào vương giả cảnh diệt trừ hắn. Lúc này, Nguyên Tu cùng Diễm Vũ cực kỳ ăn ý nghĩ tới một vấn đề. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, Nguyên Tu nhìn về đệ tử Quỷ Tông, sau đó nói. Quỷ Tông Lý Tiên Hà cùng Dương Diệp có thủ giết đệ, vì sao hắn không tới? Thấy Nguyên Tu hỏi, đệ tử Quỷ Tông không dám không đáp, một gã đệ tử Quỷ Tông nói. Quỷ Tông ta đã nhận được tin tức. Dương Diệp đơn độc đi cổ chiến trường vào hôm qua, cho nên Tiên Hà sư huynh đã truy sát hắn. Dương Diệp muốn qua Thập Vạn Đại Sơn, đi cổ chiến trường. Bách Hoa cùng Diễm Vũ cau mày hỏi, tên đệ tử Quỷ Tông kia gật đầu nói. Theo Quỷ Tông ta nhận được tin tức, đích thật là như vậy. Hắn phí sức như vậy đi cổ chiến trường, là ý gì? Nguyên Tu trầm giọng hỏi, nhưng nghĩ tới điều gì, hắn cười lạnh một tiếng nói. Không phải là hắn sợ chúng ta, cho nên không tiếc xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, một mình đi cổ chiến trường chứ? Cũng phải. Diễm Vũ đồng ý nói. Ngoại trừ Đại Tần Đế Quốc, sáu thế lực lớn hắn đã đắc tội ngũ đại thế lực, hắn khẳng định biết tới nơi này nhất định sống không qua hôm nay, cho nên hắn lựa chọn đơn độc đi cổ chiến trường, Dương Diệp này coi như thông minh. Hừ, mặc kệ hắn tới hay không, hắn cũng sống không bao nhiêu ngày. Lấy thực lực cùng tính tình của Lý Tiên Hà, Thập Vạn Đại Sơn chính là chôn xương của hắn. Phải biết Lý Tiên Hà đã là vương giả thất phẩm, hơn nữa còn từ tu la luyện ngục của Quỷ Tổng chém giết ra ngoài, Dương Diệp muốn vượt cấp khiêu chiến hắn, đó không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nguyên Tu lạnh lùng nói. Để hắn chết như vậy, thật tiện nghi hắn. Bách Hoa cùng Diễm Vũ hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, lấy Lý Tiên Hà tàn nhẫn cùng khát máu, sẽ không để cho Dương Diệp sớm chết như vậy. Nguyên Tu nói. Điều này cũng đúng. Diễm Vũ đồng ý nói. Văn Nhân Nguyệt ở sau lưng Diễm Vũ cùng Tần Tịch Nguyệt ở phía sau Quỷ Tông nghe được lời của hai người, trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ cô lắng. Thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, đây là sự tình bình thường, bởi vì các nàng có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng đó là chỉ khi đối thủ bị vượt cấp khiêu chiến không phải yêu nghiệt. Tỷ như các nàng, ở Nam Vực sợ rằng tìm không ra một tiên thiện cảnh bình thường tới đánh bại các nàng. Yêu nghiệt cùng yêu nghiệt trong lúc đó, cảnh giới cao thấp là vô cùng trọng yếu. Dương Diệp đã từng dựa vào uy lực của đạo khí, mới đánh bại Nguyên Đồng nửa bước vương giả cảnh, mà bây giờ, Lý Tiên Hà cũng không phải nửa bước vương giả cảnh, đây chính là vương giả cảnh chân chính, hơn nữa còn đạt tới thất phẩm. Dương Diệp có thể sống sót ở trong tay đối phương sao? Thời điểm vô số thiên tài của Nam Vực cùng đệ tử tinh anh của các đại tông môn đi cổ chiến trường, Dương Diệp đã vào Thập Vạn Đại Sơn. Trên một mảnh bình nguyên, Dương Diệp cưỡi tiểu hôi tung hoành ngang dọc. Sở dĩ hắn không dùng truyền tống trận đi cổ chiến trường, là bởi vì hắn phát hiện tiểu tử kia giống như sắp tỉnh. Vì không để xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn tuyển chọn từ Thập Vạn Đại Sơn đi cổ chiến trường. Sở dĩ không có tuyển chọn dùng lôi điều thay đi bộ, là bởi vì trên mặt đất ít lộ liễu, còn có thể tu luyện kiếm kỹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.